Xin được cảm ơn Vũ đoàn Smile đã mở màn cho hội thảo ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, trước khi bắt đầu thì ông điên đảo nhưng mà phụ nữ quyến rũ làm cả thế giới phải ngoái nhìn. Đẹp là sự hấp dẫn của hình thức, bởi một thân hình gợi cảm, một bờ môi căng mọng, một mái tóc dài đẹp, một làn da đẹp. Tuy nhiên sự đẹp đó thì không đồng hành cùng với quý ta chúng ta trong suốt cuộc đời này. Và thưa quý vị, sự hấp dẫn đó, sự quyến rũ thì khác sẽ cùng tồn tại với phụ nữ, bởi đó là phong thái toát lên bởi sự tự tin nè, điềm tĩnh, tri thức và đặc biệt là sự độc lập, bản lĩnh được trui rèn qua thời gian và thử thách của cuộc đời. Và không ai sinh ra vốn đã độc lập, nhưng độc lập là điều cần thiết đối với tất cả phụ nữ trong thời đại hiện nay. Và với lý do đó, Báo Phụ Nữ Việt Nam Thế Giới Phụ Nữ phối hợp cùng với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh Bình Dương và Công ty Tài chính Home Credit tổ chức buổi hội thảo Nàng Quyến Rũ Bởi Vì Nàng Độc Lập. Và đây là buổi hội thảo cho tất cả phụ nữ đang tìm sự quyến rũ của chính mình. Và chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để bắt đầu buổi hội thảo hôm nay. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu thì Tiến Thành cũng xin được trân trọng giới thiệu các vị đại biểu, các vị khách quý đã tham dự hội thảo ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu bà Trương Thanh Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Chuẩn. Đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam Thế giới Phụ nữ xin được trân trọng giới thiệu ông Hoàng Đinh Linh, Phó Tổng biên tập báo. Trân trọng giới thiệu chị Hoàng Anh Phương, đại diện Công ty Tài chính Home Credit Việt Nam. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các anh chị phóng viên đại diện các cơ quan báo đài trung ương và địa phương cũng đã về đây tham dự chương trình, và đặc biệt là sự có mặt của hơn 200 chị em phụ nữ, công nhân và cán bộ hội đang làm việc và sinh sống ở địa bàn tỉnh Bình Dương. Thưa quý vị, chúng ta còn hai vị khách mời đặc biệt nữa cũng tham dự hội thảo Nàng Quyến Rũ Bởi Vì Nàng Độc Lập. Nhưng Tiến Thành xin phép được giữ bí mật cùng với tất cả chúng ta để thêm phần thú vị. Và sau đây thì xin được trân trọng kính mời bà Trương Thanh Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương có đôi lời phát biểu khai mạc chương trình. Xin được trân trọng kính mời. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang theo dõi chương trình hội thảo Nàng Quyến Rũ Bởi Vì Nàng Độc Lập. Chương trình diễn ra tại tỉnh Bình Dương ngày hôm nay. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Chuẩn. Kính thưa đồng chí Tôn Văn Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Chuẩn. Kính thưa đồng chí lãnh đạo đại diện cho Báo Phụ Nữ Việt Nam và Công ty Tài chính Home Credit. Kính thưa các quý vị khách quý, quý vị đại biểu và toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ. Hòa trong không khí, các cấp hội cùng với các cấp, các ngành tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhân kỷ niệm Ngày Hội Gia đình Việt Nam.
Lời đầu tiên, thay mặt cho Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban tổ chức hội thảo, xin nồng nhiệt chào mừng và trân trọng cảm ơn chính quyền địa phương, các vị khách quý, Ban biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, Ban lãnh đạo Công ty Tài chính Home Redis Việt Nam, đặc biệt là các chị cán bộ hội viên phụ nữ, nữ công nhân đã sắp xếp thời gian quý báu của mình đến tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Chúc toàn thể quý vị đại biểu dồi dào sức khỏe và lời chào chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa các vị khách quý và quý vị đại biểu, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 72 ngày 4 tháng 5 2001 về việc chọn ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Ngày Gia đình Việt Nam là mốc thời gian quan trọng để cho những con người đất Việt hướng về cội nguồn, về người thân, qua đó nuôi dưỡng những hình tình cảm tốt đẹp, những giá trị văn hóa cao quý của dân tộc. Cho dù có đi đâu, làm gì, gia đình vẫn là nơi để nhớ, để yêu thương và để quay trở về, giúp cho các thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm cùng nhau, vượt qua sóng gió để xây dựng gia đình hạnh phúc. Ngày 28 tháng 6 năm 2017 đã được các cấp hội phụ nữ Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng gia đình văn hóa hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Với mục đích và ý nghĩa đó, hội thảo Nàng quyến rũ bởi vì nàng độc lập được tổ chức ngày hôm nay nhằm giúp cho người phụ nữ trong gia đình có nền tảng kiến thức, phát huy quyền làm chủ của mình trong việc đề ra kế hoạch tài chính trong gia đình một cách phù hợp, để giúp người phụ nữ quản lý chi tiêu hiệu quả nhất, tự chủ độc lập trong tư duy, tự chủ tài chính, người phụ nữ sẽ đảm đương tốt hơn trong công việc gia đình và xã hội. Đặc biệt, chúng ta sẽ được giao lưu trực tiếp với diễn viên, doanh nhân là những phụ nữ không chỉ đẹp, quyến rũ mà còn tự tin, độc lập trong cuộc sống, sẽ chia sẻ những thông tin và những việc làm cụ thể của mình đã dẫn đến thành công trong xã hội thời kỳ hội nhập và phát triển. Thông qua các hoạt động hội thảo Nàng quyến rũ bởi vì nàng độc lập được tổ chức trong những tháng 6 năm 2017 nhân ngày kỷ niệm gia đình Việt Nam, sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức trong mỗi người về trách nhiệm trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác gia đình, giúp cho các gia đình có thêm kiến thức, kỹ năng sống, chủ động phòng chống sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình, kế thừa phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và giá trị tiên tiến của xã hội phát triển về gia đình gắn với xây dựng văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị. Một lần nữa, thay mặt cho Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất của chính quyền địa phương. Trân trọng cảm ơn Báo Phụ nữ Việt Nam, Công ty Tài chính Home Credit Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí, các kỹ năng, kiến thức tài chính và luôn đồng hành cùng với Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để hội thảo hôm nay được tổ chức chu đáo và thuận lợi. Xin cảm ơn các đồng chí phóng viên báo đài của Trung ương và địa phương đã đến tham dự buổi hội thảo và đưa tin kịp thời. Chúc quý vị đại biểu, cán bộ hội viên phụ nữ, các vị khách quý thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Chúc cho buổi hội thảo hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn bà Trương Thanh Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương. Và thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu ông Tôn Quang Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Chuẩn. Và liên tục chương trình, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu chị Hoàng Anh Phương, trưởng phòng quan hệ báo chí Home Credit, nhà tài trợ của hội thảo hôm nay, sẽ có đôi lời chia sẻ cùng với các chị em. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ, đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam, các chị em nữ công nhân và hai vị khách mời đã dành thời gian đến tham dự buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Trước tiên cho tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị đại biểu, các anh chị trong ban tổ chức, hai diễn giả khách mời và các chị em nữ công nhân đã dành cái thời gian nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật của mình để đến tham dự cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn Báo Phụ Nữ Việt Nam đã tạo điều kiện cho Home Credit được đồng hành với chuỗi hội thảo Nàng Quyến Rũ Bởi Vì Nàng Độc Lập trong suốt cả tháng 6 này. Không biết là các anh chị ngồi đây có ai đã từng nghe đến công ty Home Credit chưa ạ? Không biết là anh chị đã từng đi vay tiêu dùng trả góp chưa ạ? Có mặt buổi ngày hôm nay được đồng hành cùng cái sự kiện thì tôi cũng muốn nhân đây giới thiệu sơ nét về công ty. Thì Home Credit là công ty tập đoàn tài chính tiêu dùng quốc tế, thành lập vào năm 1997 và vừa mới kỷ niệm 20 năm thành lập trong tháng 6 này. Home Credit hiện tại thì có mặt ở 11 quốc gia, ở Cộng hòa Séc, ở Belarus, Slovakia, Kazakhstan, Nga, Trung Quốc, Philippines, Indo, Việt Nam và gần đây nhất là thị trường Mỹ. Tại Việt Nam thì Home Credit hoạt động đầu tiên vào năm 2008. Trước đây thì với cái tên là Easy Dream, giấc mơ dễ dàng cho vay mua xe máy trả góp. Hiện tại thì Home Credit có cung cấp 3 sản phẩm chính là vay xe máy, vay mua hàng điện máy và vay tiền mặt. Đối tượng cho vay của chúng tôi là những khách hàng mà có thu nhập thấp, thu nhập trung bình, những người mà bị ngân hàng từ chối không cho vay, là những người rất là khó để có thể đi vay ngân hàng. Thì có thể là anh lái xe ôm, anh chạy Grab, mua cái xe máy trả góp để chạy, để làm cái phương tiện mưu sinh cho mình. Hoặc là có thể là một cái chị bán hàng tạp hóa, một người công nhân bình thường. Thì đó là những cái khách hàng mục tiêu của chúng tôi. Trước đây á, khi mà chưa có những công ty tài chính thì mọi người thường nghĩ đến, khi cần về tài chính, mọi người thường nghĩ đến việc là hốt hụi, hoặc đi cầm đồ, hoặc đi vay nóng ở thị trường chợ đen, hoặc là đi vay bạn bè, người thân. Khi có mặt, công ty tài chính có mặt ở cách đây khoảng 7-8 năm, thì chúng tôi khuyến khích mọi người là tự chủ, độc lập trong chi tiêu của mình, tức là tự thân mình vận động thay vì phải nhờ vả, một tìm kiếm một cái sự hỗ trợ từ những cái người quen biết. Độc lập trong tài chính, tự chủ trong chi tiêu là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến cho tất cả các khách hàng của mình. Hoạt động hội thảo dành cho phụ nữ là hoạt động thường niên mà Home Credit kết hợp với Báo Phụ Nữ Việt Nam trong nhiều năm. Trước đây thì chúng tôi tổ chức rất là nhiều hội thảo cùng với Báo Phụ Nữ Việt Nam với những chủ đề như là quản lý tài chính, quản lý chi tiêu trong gia đình, giúp con trẻ quản lý những cái đồng tiền đầu tiên của mình. Thì nhiều hội thảo nhiều năm trước đây là thu hút khoảng gần 1.000 chị em phụ nữ đến tham dự, được tổ chức ở nhiều tỉnh thành khác nhau từ Nam ra ngoài Bắc. Năm nay bên Báo Phụ Nữ Việt Nam và Home Credit quyết định làm khác đi hơn một chút. Nhận thấy trên phương tiện thông tin hiện nay á, thì có rất là nhiều các bài báo, các phương tiện truyền thông hướng dẫn phụ nữ là làm thế nào để nấu ăn ngon, làm thế nào để mặc đẹp, làm thế nào để giữ chồng, làm thế nào để mà thu hút đàn ông. Nhưng mà rất ít phụ nữ, rất ít những cái thông tin, những cái bài báo hoặc là những chương trình chia sẻ để cho phụ nữ là làm thế nào để tự tin hơn, để nhận thấy giá trị của bản thân mình, để được tôn trọng và không cho phép ai coi thường mình. Do vậy hôm nay là chúng tôi đã mời hai diễn giả. Họ là những người rất là xinh đẹp, thành công trong cái chính lĩnh vực họ đang hoạt động, đến để chia sẻ kinh nghiệm của chính bản thân họ, rằng các chị đã rèn luyện cho mình cái cá tính như thế nào, rèn luyện cho mình cái nghị lực, cái sự mạnh mẽ như thế nào trong cuộc sống của họ. Các khách mời của chúng ta thì không phải là chuyên gia tâm lý, nên những vấn đề của họ chia sẻ chắc chắn là không mang cái những cái tính lý thuyết, sách vở, mà đó, những cái lời chia sẻ đó được đúc kết ra từ những trải nghiệm trong cuộc sống của họ. Do vậy là trong 2 tiếng đồng hồ chia sẻ thì tôi tin là sẽ có rất là nhiều những cái nguồn cảm hứng, những cái kiến thức bổ ích mà các chị có thể cảm nhận được để mà ứng dụng, để mà trải nghiệm, để mà bồi đắp thêm cho cái cuộc sống của mình. Cho nên là tôi rất là hy vọng là sau khi các chị ra về, các chị đã cảm thấy là cái buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay mình đến đây, mình tham dự, mình đã được chia sẻ rất là nhiều những cái kiến thức thiết thực và nó hữu ích đối với cuộc sống thường ngày của mình. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người.
Xin được cảm ơn chị Hoàng Anh Phương, trưởng phòng quan hệ báo chí công ty Home Credit, nhà tài trợ của chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau bật mí về khách mời của chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên tiến hành cam kết với quý vị, đây là hai người phụ nữ rất là trẻ trung nè, xinh đẹp nè, từng trải nè. Và mặc dù với lịch trình rất là bận rộn của mình, tuy nhiên thì hai chị cũng đã sắp xếp thời gian ngày hôm nay, một ngày chủ nhật cuối tuần, đến với tất cả chúng ta để cùng chia sẻ những câu chuyện rất là phụ nữ, rất là đời thường, cùng nhau chia sẻ những cái kinh nghiệm để giúp cho chúng ta có thể là tốt hơn trong cuộc sống này. Và thưa quý vị, khách mời đầu tiên là một người phụ nữ gốc Huế, sinh ra ở Đà Nẵng và lớn lên ở Kiên Giang, ba địa phương phải không ạ? Và nhắc đến chị, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hình ảnh của một người phụ nữ đẹp, sang trọng, quý phái và tất nhiên là rất là quyến rũ nữa. Và chị được biết đến như một sứ giả của ẩm thực Việt với Đứa Con Tinh Thần là cuốn sách Hành Trình Với Món Việt được xuất bản và có mặt khắp nơi trên thế giới. Và chị đã đi qua bao nhiêu thăng trầm thử thách để ghi dấu trên cả thương trường và trong lòng của những người đam mê ảnh thực bằng hình ảnh của những người phụ nữ kiên cường và đầy bản lĩnh. Thưa quý vị, hiện tại thì chị cũng là một doanh nhân nổi tiếng với vai trò là lãnh đạo của một công ty thuộc lĩnh vực về xây dựng đó quý vị. Và xin một tràng pháo tay để chào đón MasterChef 2014, cô ba sứ quản Đoàn Thu Thủy. Thưa quý vị, đó là khách mời thứ nhất ạ. Còn khách mời thứ hai của chúng ta là ai? Thưa quý vị, một người mẫu, diễn viên xinh đẹp, duyên dáng và nổi tiếng với cá tính rất là bộc trực. Công chúng biết đến chị qua nhiều bộ phim là Kiều Nữ và Đại Gia. Chị ghi dấu trong lòng giới mộ điệu bằng sự biến hóa linh hoạt trong các vai diễn khác nhau của mình, đặc biệt là vai diễn nặng đô đòi hỏi chiều sâu nhân vật, như là trong các phim như là Âm Tính, Tình Yêu Pha Lê, Đường Chân Trời, Thuyền Giấy. Và nói đến đây thì chắc chắn là chúng ta cũng đã phần nào đoán ra được rồi, phải không ạ? Và để có được những cái thành công trong sự nghiệp của mình đó, thì chị cũng đã trải qua một thời gian dài phấn đấu không mệt mỏi. Và bằng niềm đam mê với nghề, bằng nhiệt huyết, chị đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Và xin được giới thiệu diễn viên điện ảnh Ngọc Lan. Và sau đây thì xin được trân trọng kính mời hai vị khách mời rất là đặc biệt ngày hôm nay chúng ta cùng bước lên sân khấu để cùng chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đối với các chị em phụ nữ của chúng ta có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Đầu tiên thì thưa quý vị, rất là nhiều những cái câu chuyện, rất là nhiều cảm xúc ngày hôm nay Tiến Thành muốn được trò chuyện với lại hai khách mời rất là đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay. Không biết là cảm xúc của chị Thủy cũng như là chị Ngọc Lan ngày hôm nay đến với chương trình hội thảo của chúng ta Nàng Quyến Rũ Bởi Vì Nẻo Độc Lập hôm nay như thế nào ạ? Chắc có lẽ là mời chị Thủy sẽ chia sẻ đầu tiên ạ. Xin chào tất cả các chị em phụ nữ có mặt ở trong buổi hội thảo hôm nay. Thực ra khi mà nhận lời làm diễn giả cho cái buổi nói chuyện hôm nay thì tôi rất là hồi hộp. Hồi hộp là bởi vì lần đầu tiên tôi nói chuyện trước rất là đông người như thế này. Bởi vì lâu nay là các cái chia sẻ của tôi về cuộc sống, về kinh nghiệm sống, về nuôi dạy con hay tất cả là chia sẻ trên trang mạng xã hội, trên trang Facebook hoặc là các phỏng vấn của các báo. Cho nên là ngày hôm nay ngồi trước rất là đông chị em phụ nữ, rất là hồi hộp. Tuy nhiên tôi tin rằng khi mà tôi chia sẻ những cái kinh nghiệm sống của cuộc đời tôi thì tôi sẽ mang đến cho các chị em sự tự tin, sự độc lập trong cuộc sống. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là có ngồi gần chị Thủy hay là diễn viên Ngọc Lan thì chúng ta mới thấy rằng là quả thật là hai chị rất là tự tin toát lên từ cái bản lĩnh từng trải qua cái cuộc sống này, thưa quý vị. Và diễn viên rất là xinh đẹp Ngọc Lan, chia sẻ một chút về cảm xúc của mình khi ngày hôm nay có mặt tại hội thảo và chia sẻ những cái kinh nghiệm đối với các chị em của chúng ta. Đầu tiên là cho Lan xin được gửi lời chào đến tất cả các chị có mặt ở trong khán phòng ngày hôm nay. Khi mà nhận được lời mời của bên phía báo phụ nữ á, thì
Dĩ nhiên báo phụ nữ chắc chắn là mời những cái chương trình nó sẽ liên quan tới phụ nữ. Đó là cái đầu tiên mà Lan nhận lời. Cái thứ hai là Lan nói là không biết là cái buổi trò chuyện ngày hôm nay mình sẽ trò chuyện với ai và nói về vấn đề gì. Thì phía bên báo có nói là trò chuyện với lại các chị công nhân ở khu vực Bình Dương. Thì Lan đã đồng ý ngay. Bởi vì là một người nghệ sĩ thì cái điều kiện mà để gần gũi với khán giả nó hiếm lắm. Bởi vì bình thường là chỉ đi quay rồi đi về thôi. Ít có được cái dịp để mà trò chuyện một cách trực tiếp với lại khán giả của mình. Và đặc biệt là với các chị em phụ nữ. Ngày hôm nay khi mà mình đã có chồng và mình đã có con rồi, thì cái nhu cầu mà để trò chuyện với các chị em phụ nữ, để mà mình chia sẻ cũng như là mình học hỏi những cái kinh nghiệm của các chị á, thì nó lại nhiều hơn nữa. Cho nên khi mà nhận được cái lời mời trò chuyện với tất cả chị em phụ nữ ở đây thì Lan nhận lời ngay, Lan mà cảm thấy rất là thích thú. Và không biết là hai khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì có suy nghĩ gì về chủ đề là nàng quyến rũ bởi vì nàng độc lập ạ? Chị Lan chia sẻ trước ạ. Thật ra đây là một cái chủ đề mà mình nên nói về cái chủ đề này. Tại vì rõ ràng một cái người phụ nữ bây giờ một cái người phụ nữ mà quyến rũ thì nó sẽ đi liền với lại cái sự độc lập. Độc lập về cái tính cách của mình, độc lập về cái tài chính, độc lập về cái ngay cả trong cái tình yêu của mình. Cho nên rằng là Lan nghĩ là mình ước gì là mình có thể ngồi ở đây mình nói chuyện tới chiều về cái vấn đề này. Quý vị có đủ sức ngồi tới chiều không ạ? Vâng ạ. Và đây có thể nói là một chủ đề rất là hay cần chúng ta chia sẻ. Và ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để mà chúng ta cùng chia sẻ với chủ đề này. Còn chị Thủy nghĩ gì về chủ đề của chúng ta ngày hôm nay ạ? Tôi nghĩ đây là một cái chủ đề rất là hay. Tất cả chị em phụ nữ của chúng ta cần phải có sự tự tin, sự độc lập trong cuộc sống thì cuộc sống mới vui vẻ, mới hạnh phúc được. Bởi vì khi mà chúng ta phụ thuộc vào bất cứ ai đó thì cuộc sống chúng ta sẽ không được như ý chúng ta mong muốn. Vâng, và thưa quý vị, có thể nói trong cuộc sống của tất cả chúng ta, lúc nào chúng ta cũng đặt cho mình một cái hình mẫu lý tưởng để mà chúng ta có thể phấn đấu. Và không biết là hai vị khách mời của chúng ta thì hình mẫu nào là lý tưởng nhất mà chúng ta đang ấp ủ và cũng đang theo đuổi cái hình tượng đó ạ? Chắc chị Thủy chia sẻ đầu tiên ạ. Tôi xin chia sẻ rằng là cái hình mẫu mà người phụ nữ mà tôi muốn hướng tới và đeo đuổi đó là hình ảnh của bà ngoại và bà nội tôi. Hai người đàn bà đó mất chồng từ rất là sớm và một mình tảo tần nuôi bà ngoại thì có 3 người con, bà nội thì có 7-8 người con. Và họ chỉ là nông dân thôi, nhưng mà họ tảo tần họ nuôi những người con ăn học thành tài. Và đó là một cái tấm gương mà tôi nghĩ rằng tôi phải phấn đấu suốt đời để noi theo á. Còn những viên Ngọc Lan thì sao ạ? Lan thì từ khi mà mình bước chân vào cái con đường nghệ thuật á, thì cái người diễn viên mà Lan rất là thích từ khi cách đây 10 mấy năm đó là chị Hồng Ánh. Lan từng xem phim đầu tiên Lan xem của chị là phim Người đẹp Tây Đô. Lúc đó chị đóng vai phụ thôi chứ chị không đóng vai chính, nhưng mà ở chị nó có một cái nét đẹp nó ngộ lắm. Nên nhất là chị có 2 cái đồng tiền. Đầu tiên là Lan rất là thích về cái nét đẹp của chị. Về sau đó thì Lan thấy chị dẫn chương trình cho chương trình tạp chí văn nghệ vào chủ nhật hàng tuần. Thì mình lại càng thích hơn nữa. Bởi vì mình không nghĩ là chị đóng phim mà chị lại có cái khiếu ăn nói rất là dễ thương. Rồi sau này khi mà thấy chị bỏ cái sự nghiệp của mình, chị đi du học về cái công việc của một người đạo diễn, thì mình lại càng ngưỡng mộ hơn. Và sau này từ cái sự ngưỡng mộ đó, Lan có theo dõi cái cuộc sống của chị và Lan thấy rằng là chị là một cái người phụ nữ mà mình cần phải nhìn, cần phải học và cần phải phấn đấu để mà được giống như chị. Ngay đến tận bây giờ khi mà nhìn lại tất cả những cái thành công của chị, cái cách sống của chị Lan thích lắm. Thích vô cùng luôn, bởi vì chị mạnh mẽ, chị đẹp, chị diễn xuất rất là hay, mà bây giờ thì chị lại là một cái người đạo diễn rất là giỏi. Về vấn đề kinh tế thì mình không có đào sâu về vấn đề đó của chị, nhưng mà rõ ràng chị phải là một cái người tự chủ, mạnh mẽ, tự tin và độc lập. Cho nên rằng là đó là một cái người mà Lan rất là thích.
Chia sẻ một chút là Tiến Thành cũng rất là thích diễn viên Hồng Ánh, và mới gần đây thì chị có bộ phim Đảo Có Dân Ngụ Cư đã gặt hái được rất là nhiều những cái giải thưởng, và có thể nói là chị là một người lúc nào cũng thử thách mình, bởi vì thể loại phim của chị đang thực hiện là nó không hề dễ một chút xíu nào. Ra thì trong cái cách diễn của Lan á, Lan bắt chước chị nhiều lắm, bắt chước nhiều lắm, từ những cái vai mà Lan diễn, những cái vai mà nó dễ thương, nó nhí nhảnh thì Lan cũng bị ảnh hưởng bởi cái nét diễn của chị. Ngay cả cái đài từ phát âm ra Lan cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Rồi những cái vai mà của một cái người phụ nữ đau khổ đó, tất cả những cái nội tâm nó giấu ở bên trong, nó dằn xé bên trong thì Lan cũng ảnh hưởng của chị nhiều lắm. Nên nói chung là chị là thần tượng. Vâng, thưa quý vị và các chị em, có thể nói là khi mà hai khách mời của chúng ta bước vào bên trong hội trường đó, Tiến Thành nghe rất là nhiều những cái câu nói là trời ơi sao mà đẹp quá vậy, sao xinh quá vậy, trời ơi sao mà tự tin dữ vậy. Đó, không biết là bây giờ có đó có phải là do thương quá, thương diễn viên Ngọc Lan quá, thương chị Thủy quá mà nói vậy hay không. Và cũng rất là mong hai khách mời của chúng ta có thể chia sẻ về hình mẫu của một người phụ nữ quyến rũ là như thế nào, và như thế nào là quyến rũ ạ. Tôi thì tôi nghĩ diễn viên Ngọc Lan đây rất là đẹp. Các bạn có nhìn thấy như vậy không? Còn riêng tôi á thì là một người phụ nữ ngấp nghé 50 tuổi rồi. Đẹp nó đi qua rồi. Nhưng mà bây giờ tôi tự tin là tôi còn quyến rũ. Tôi kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện như thế này. Ngày hôm qua ở trong cái nhà hàng của tôi á thì tôi gặp một cô gái cũng khoảng 20 mấy 30 tuổi thôi. Cô ấy chạy lại và cô nói: chị ơi, chị cho em ôm chị một cái. Tại vì á em muốn hiểu sao là ở chị toát ra một cái năng lượng rất là thu hút, và em không ngừng được cái cảm giác là muốn chạm vào chị, muốn ôm chị. Và tôi tin rằng á những cái lời của cô ấy nói là thật. Chúng ta không cần phải đẹp, nhưng mà chúng ta phải quyến rũ. Cái sự quyến rũ á, nó toát ra từ cái thần thái, từ cử chỉ, từ gương mặt rạng ngời, từ... Các bạn tin rằng là khi chúng ta có những cái thứ đó thì xung quanh chúng ta sẽ tạo ra một cái từ trường mà chúng ta không nhìn thấy được đâu. Có lẽ những cái người ở bên cạnh chúng ta sẽ nhìn thấy bằng cách là họ cảm thấy tại sao gần gũi như thế, họ cảm thấy tại sao người này dễ thương như vậy. Mặc dù các bạn thấy đó, tôi già rồi, không còn trẻ nữa, không còn đẹp nữa. Và tôi tin rằng sự quyến rũ sẽ theo chúng ta đến 6, 70, 80 tuổi, và cái điều đó không bao giờ mất đi. Tiến Thành cũng đồng ý với lại cái suy nghĩ này, bởi vì ngồi kế bên chị Thu Thủy đây, Tiến Thành cũng có cảm nhận là cô ấy rất là tự tin và cũng muốn ôm chị Thu Thủy một cái, không biết là chị có cho không ạ. Thôi đứng dậy ôm một cái luôn ạ. Rất là dễ thương ạ. Còn không biết là diễn viên Ngọc Lan như thế nào ạ. Lan thì Lan dĩ nhiên khi mà mình làm một cái công việc nghệ thuật á thì đầu tiên là mình phải cần có sắc, có thanh và cả sắc thì mình dễ hơn, dễ làm việc hơn trong cái môi trường này. Nhưng mà Lan đi ra đường, Lan vẫn thích người ta khen mình rằng là ồ, cái con bé đó sao mà nó dễ thương quá, trời ơi, nhìn nó hay hay ha. Lan thích người ta khen mình như vậy hơn là người ta khen mình đẹp. Tại vì đẹp á, giống như chị nói trời ơi, chị ngồi gần em, chị thấy em cũng đẹp. Nhưng mà thiệt ra cái đẹp á thì rõ ràng là nó chỉ ở với mình trong một cái giai đoạn thôi. Đó, thì đằng sau cái đẹp đó nó phải là một cái tâm hồn. Và Lan thì Lan cảm thấy một cái người phụ nữ á, nếu như mà họ họ giống như chị nói á, là cái tinh thần của mình, cái sự tự tin của mình nó sẽ tự động nó toát ra bên ngoài và nó sẽ thu hút mọi người. Và Lan vẫn muốn là một cái người phụ nữ á, khi mà họ tự tin thì họ sẽ chắc chắn là ở độ tuổi nào họ cũng thấy rằng mình đẹp hết trơn. Vâng ạ, không biết là quý vị ngồi bên dưới chúng ta có đồng ý với những suy nghĩ của hai khách mời, hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay không ạ? Nếu mà có thì xin mời quý vị chúng ta cùng giơ tay lên để chia sẻ quan điểm của mình ạ. Xin mời ạ. Dạ, con xin mời cô ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật chúng ta đưa micro cho cô mặc áo cam ạ. Cô giơ tay rất là nhanh ạ, chắc có lẽ là rất là tâm đắc với lại nội dung chia sẻ của hai diễn giả của chúng ta phía bên trên ạ.
Đầu tiên thì cô hãy giới thiệu về tên tuổi của mình nè, mình đang làm việc ở đâu ạ? Xin kính chào đại hội hôm nay. Tôi đến đây với một tư cách là người phụ nữ trong gia đình. Thì hôm nay rất hân hạnh được diện kiến cùng hai vị khách mời rất là có ý nghĩa với chị em phụ nữ của chúng ta trong ngày hôm nay, là chị Thủy và diễn viên Ngọc Lan. Chắc có lẽ là hai vị đó là nhỏ tuổi hơn tôi, xin gọi bằng em. Hôm nay chị rất hân hạnh là diễn kiến được với hai em. Không có gì hơn là muốn chia sẻ với tất cả. Chị muốn hai em có kinh nghiệm gì trong cuộc sống, chắc là hai em có nhiều hơn. Tại vì chị là ít có đi ra ngoài. Cho nên chị muốn hai em chia sẻ cho chị em phụ nữ ở đây, người ta được có nhiều cái kinh nghiệm hơn trong buổi hội thảo hôm nay. Xin hả? Yeah. Chị ơi, chị tên gì ạ? Chị tên là Trương Thị Thanh. Chị Thanh ạ? Như vậy thì đối với chị Thanh á, thì chị nghĩ rằng là một người phụ nữ quyến rũ là một người phụ nữ như thế nào ạ? Một người phụ nữ quyến rũ là mình có được những cái độc lập. Thí dụ như là cái tính cách rất là mạnh mẽ, không cần sắc đẹp cũng được, chỉ là mạnh mẽ và vươn lên, có nghị lực trong cuộc sống và có bản lĩnh cho chính bản thân mình. Rất là tuyệt vời, một tràng pháo tay cho chị Thanh ạ. Dạ vâng, là chị sẽ nhận được một phần quà đến từ ban tổ chức của chương trình. Và Tiến Thành cũng mong muốn là được trò chuyện thêm với lại một chị ngồi hội trường về chúng ta cảm nhận như thế nào về một người phụ nữ quyến rũ ạ. Xin mời một cánh tay giơ lên ạ. Xin mời một cánh tay giơ lên ạ. Ai ạ? Xin mời một bạn trẻ ngồi phía sau ạ. Mời bạn áo xanh. Một người rất là trẻ và chắc có lẽ là cũng rất là quan tâm về việc là làm thế nào để trở thành một người phụ nữ quyến rũ ạ. Dạ, xin chào chương trình ạ. Em tên là Lê Thị Cẩm Linh. Năm nay em là sinh viên năm nhất. Cũng thông qua cái chương trình này em muốn đến học hỏi thêm kinh nghiệm của các cô cũng như là các chị về khả năng quyến rũ, bởi vì nàng độc lập là như thế nào. Theo em á, một người phụ nữ độc lập là một người phụ nữ tự tin trong cuộc sống, có thể là có khả năng giao tiếp, rồi cũng như là về tài chính của họ được tự tin và rung quá. Thật ra mà nói thì em cũng không có nhiều kiến thức để mà nói lắm, nên là chủ yếu là đến đây để nghe và học hỏi thôi ạ. Xin như vậy thì mình cảm nhận rằng là mình đã là một người phụ nữ quyến rũ và độc lập chưa? Dạ. Bao nhiêu phần rồi? Em nghĩ là em chưa đủ khả năng độc lập và quyến rũ, tại vì bây giờ về cả học tập cũng như tài chính đang còn phụ lập về gia đình rất là nhiều. Cũng muốn độc lập lắm, nhưng mà đang cố gắng thôi ạ. Vâng ạ, một sự vỗ tay cho cố gắng của bạn ạ. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là rất là nhiều những chị em của chúng ta có cùng suy nghĩ với lại hai diễn giả của chúng ta ngồi trên đây về người phụ nữ quyến rũ là như thế nào. Như vậy thì hỏi chị Thu Thủy ạ. Như vậy thì đối với chị, người phụ nữ quyến rũ thì nó có ba yếu tố nào chị cảm thấy là tâm đắc nhất để làm nên một người phụ nữ quyến rũ ạ? Theo kinh nghiệm của bản thân tôi á, thì nếu mà nói ba yếu tố để làm thành một người phụ nữ quyến rũ thì tôi nghĩ cái sự đầu tiên là cái sự tự tin, tiếp theo là độc lập và tiếp theo nữa là tri thức. Rồi bây giờ là tới chị diễn viên Ngọc Lan, suy nghĩ ra chưa ạ? Lan nhớ cô Mary Monroe có nói một cái câu như thế này, đó là tại sao mình lại để cho một cái người đàn ông họ quyết định cái cuộc sống của mình thay vì mình tự tay mình làm cái việc đó. Thì Lan thấy câu nói này rất là hay. Nói để cho thấy rằng một cái người phụ nữ họ cần phải một cái người phụ nữ độc, một cái người phụ nữ quyến rũ, ngoài cái đẹp ra họ phải có cái sự thông minh và có cái một cái sự độc lập về bản thân của mình. Thì Lan nghĩ nếu mà cái người phụ nữ mà hội đủ ba cái yếu tố đó thì chắc chắn là perfect. Vâng, thưa quý vị, chúng ta không biết là có nhận ra được cái điểm chung giữa chị Thủy và diễn viên Ngọc Lan không ạ? Đó là họ nhấn mạnh về yếu tố độc lập. Như vậy thì không biết là
độc lập thì nó có vai trò như thế nào để mà chúng ta có thể hình thành nên một người phụ nữ quyến rũ? Và xin được trao đổi với chị Thu Thủy, thì Tiến Thành từng đọc một bài phỏng vấn của chị đối với báo chí đó, thì về cái khoảng thời gian dông bão đầu những năm 2000. Dạ, Tiến Thành nhận thấy chị là một cái nghị lực rất là phi thường. Chị vượt qua được những cái khó khăn, thử thách như vậy. Thì như vậy thì chị có thể chia sẻ là cái động lực nào để mà giúp chị có thể là vượt qua cái khoảng thời gian rất là khó khăn như vậy ạ? Cũng như tôi đã từng tâm sự và trao đổi với báo chí, thì tôi xuất thân từ một người phụ nữ ở làng quê. Tôi đi lên từ làng quê và cũng xin tâm sự thật với tất cả các chị em ở đây là lúc đó trình độ của tôi chỉ là học hết lớp 12 thôi, trường huyện thôi, và lấy chồng rất là sớm. Đến năm 30 tuổi là đầu năm 2000 á, thì sau một cái biến cố cuộc đời thì tôi ly hôn và một tay dẫn con gái 5 tuổi về Sài Gòn, bắt đầu tạo dựng lại, xây dựng lại cuộc đời mình. Là bởi vì lúc đó tôi nghĩ rằng tôi không thể chìm đắm trong một cái cuộc hôn nhân mà nó không có lối thoát. Và tôi thấy là tôi phải làm lại đời mình. Dù bao nhiêu tuổi tôi cũng phải làm lại đời mình. Và khi đó thì tôi quyết định bỏ tất cả, dắt con, một đứa bé gái 5 tuổi về Sài Gòn, bắt đầu làm lại từ đầu. Thì các bạn biết đó, một người phụ nữ không có thân thích, không có ai ở đất Sài Gòn, dắt theo một đứa bé gái và gần như là tay trắng, thì sẽ rất rất là khó khăn khi bắt đầu một cái cuộc sống mới. Và tôi nhớ có những lúc là không đủ tiền đóng tiền nhà. Cái thời gian đó là một cái thời gian vô cùng khó khăn của hai mẹ con. Nhưng mà vì con tôi đặt mục tiêu trong vòng 5 năm, bằng mọi giá, tôi phải có nhà đàng hoàng cho con tôi ở. Con tôi phải được đi học một cái trường tốt nhất. Và bằng cái sự tận lực của mình, tôi đã làm được điều đó trước 5 năm. Tôi nhớ tôi về Sài Gòn năm 2000, nhưng mà năm 2004 là tôi đã mua được căn nhà mà tôi sống đến bây giờ, một căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng. Và con tôi được học trường tốt nhất. Khi mà bạn có một cái khao khát kiếm tiền, một cái khao khát thay đổi vận mệnh cuộc đời mình, một cái khao khát là vì con mình có thể làm tất cả, thì các bạn sẽ làm được. Tin tôi đi. Một tràng pháo tay cho chị Thu Thủy ạ. Thưa quý vị, có thể nói là trong cuộc sống này thì chắc chắn là chúng ta không thể nào mà chúng ta biết trước được tương lai của mình như thế nào. Và nếu như mà có gặp phải những cái khó khăn trong cuộc sống thì chắc có lẽ là chúng ta nên có cho mình những cái sự trang bị về kiến thức cũng như là sự bản lĩnh và sự độc lập. Thì như vậy thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn thử thách đó, giống như là doanh nhân Thu Thủy vừa mới chia sẻ, và chị cũng đã vượt qua được cái khoảng thời gian khó khăn như vậy. Nói về diễn viên Ngọc Lan ạ, thưa quý vị, có thể nói là để đạt được thành công ngày hôm nay đó, nhận được sự yêu mến của rất là nhiều quý vị khán giả, thì diễn viên Ngọc Lan của chúng ta thì đã trải qua rất là nhiều những khó khăn từ những vai diễn rất là nhỏ, đúng không Ngọc Lan? Và có thể nói là Ngọc Lan thì có được một cho mình một cái lợi thế, đó là Ngọc Lan rất là đẹp. Thì không biết là Ngọc Lan có nghĩ rằng là phụ nữ đẹp á thì mình có cần mạnh mẽ, mình cần độc lập hay không, hay là mình thấy đẹp rồi thì mình những yếu tố đó là để qua một bên ạ? Nãy mới nói rồi, đừng khen đẹp, khen dễ thương đi. Đầu tiên là chắc phải chút nữa xong chương trình chắc phải ra hỏi nhỏ chị Thủy là chị làm cách nào mà trong 4 năm là chị có một cái căn biệt thự ở bên Phú Mỹ Hưng. Rất là trời ơi, em đi làm lâu thiệt lâu em mới mua được cái nhà nhỏ xíu. Nói giỡn thôi chứ quay trở lại với lại cái hành trình trong cái sự nghiệp của Lan. Thật ra thì Lan xuất thân trong một gia đình thì cũng không phải là khó khăn. Chỉ có khó khăn lúc Lan còn nhỏ xíu thôi. Lúc đó là một tuổi mấy thì là ba mất. Rồi mẹ như vậy thì mẹ một mình nuôi hai anh em. Cho nên là tuổi thơ thì nó hơi thiếu thốn so với lại các bạn. Nhưng mà đến khi mà học cấp 3 thì gia đình đã, mẹ đã tích cóp, mẹ
mẹ em là cũng giống như chị, tức là rất là nỗ lực để mà một mình nuôi con, mà với cái đồng lương công nhân thì mẹ em thì không có làm kinh doanh, mẹ em là làm công nhân, cho nên rằng là hồi 20 năm trời thì gia đình em mới là khá. Thì cái sự phấn đấu của mẹ là em nãy nghe chị tâm sự em thấy giống dễ sợ luôn. Thì đến khi mà Lan học cấp 3 thì gia đình khá lên được tí, thì rồi cái con đường mà mình đi đi trên cái con đường nghệ thuật này nó cũng thực sự nó cũng suôn sẻ, chứ nó cũng không có khó khăn gì cho Cam. Tuy nhiên rằng là những cái ngày đầu khi mà mình ở phim trường thì mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn, ví dụ như là mình không được đào tạo trường lớp, rồi không có được ai hướng dẫn chỉ dạy, mà cái phim đầu tiên mình quay thì lại quay chung với anh chị rất là nổi tiếng, nên không ai thèm chơi không ai thèm chơi mình hết trơn á, nên là tuổi thân cũng có, buồn cũng có. Lúc đó thì cảm giác như là mình trẻ con mà, cho nên mình lúc đó mình cứ nghĩ là mình bị ăn hiếp không à. Đó thì về nhà mới, mà lúc đó nha, từ nhỏ là Lan đã có một cái tính tự lập rồi, tự lập và rất là tự ái, cho nên rằng là mình nghĩ trời, từ nhỏ tới lớn á, mồ côi cha thiệt, nhưng mà là hả, chưa bao giờ mà bị ai phàn nàn mình một cái gì hết, chưa bị người ta mắng vốn mẹ, mà mẹ thì chưa bao giờ la mình một tiếng nào. Vậy mà bây giờ đi làm á, thì lại bị hỡi chút cái bị la, hỡi chút cái là bị la. Tại vì lúc đó mình không hiểu cái công việc ở phim trường nó phải là như vậy, chứ không phải là người ta la mình. Thì tự nhiên lúc đó cái mình nung nấu ở trong người mình một cái mối hận thù rất là trẻ con, rằng là sau này mình sẽ cố gắng để mà 10 năm, 20 năm nữa khi mà cái ekip này họ gặp lại mình, họ phải thật sự là ngưỡng mộ, và mình phải thuyết phục được họ rằng cái việc hôm nay mình làm là mình làm được. Đó là chia sẻ về cái những cái khó khăn trong cái những cái ngày đầu khi mà đi làm. Sau đó thì trong cái quá trình mà mình làm thì mình nhận ra rằng là mình có cái niềm đam mê với cái công việc của mình. Rồi nói về cái sự phấn đấu này, dĩ nhiên bản thân Lan luôn đặt cho mình những cái mục tiêu nhất định. Tức là trong mình luôn cho mình một cái khoảng thời gian khoảng chừng 4 tháng, 5 tháng hoặc là 1 năm. Thì trong cái năm đó mình phải làm được cái gì. Và những cái mục tiêu đó nó nhỏ thôi, nó dễ trong cái tầm tay của mình, và mình phấn đấu mình làm. Chứ nếu mà mình lúc đó thì cái công việc của môi trường của em thì mọi người cũng biết rồi, cái cám dỗ thì nó cũng nhiều lắm. Và nếu mà mình đặt một cái mục tiêu nó xa quá mà nó cao quá thì mình rất là dễ bị xa lầy. Cho nên là cho tới tận bây giờ cũng vậy, cái con đường của em vẫn luôn là những cái mục tiêu nhỏ để mà mình cố gắng mình phấn đấu mình đạt được. Vâng, và có thể nói là trải qua rất là nhiều những cái khó khăn thử thách như vậy làm cho chúng ta cảm nên mạnh mẽ hơn rất là nhiều. Và Tiến Thành hỏi chị Thu Thủy là trong cái có thể nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính mà, đúng không? Và trong cái cuộc sống này, trong việc kinh doanh, trong công việc của mình thì gặp rất là nhiều những cái khó khăn và thử thách. Như vậy thì chị có thể chia sẻ là những cái chị đã gặp những cái phải khó khăn thử thách như thế nào và chị đã vượt qua nó như thế nào ạ? Thực ra giống như Ngọc Lan nói thì cuộc đời chúng ta phải có những cái kế hoạch, những cái hoạch định cho tương lai. Ví dụ như tôi có kế hoạch 10 năm tôi sẽ làm được cái gì, thì trong 10 năm đó chúng ta sẽ chia ra là 5 năm chúng ta sẽ làm được cái gì, 1 năm, 1 tháng, 1 ngày, 1 tuần. Tất cả chúng ta đều phải có kế hoạch cho cuộc đời mình. Chúng ta không có thể nào để cái thời gian nó cứ lờ lững trôi qua. Ví dụ như bây giờ tôi vẫn thường hay nói với con gái tôi, con muốn năm 30 tuổi con sẽ được cái gì, con sẽ là ai. Thì ngay từ bây giờ con phải viết ra kế hoạch cho cuộc đời mình và phải bắt đầu thực hiện nó bằng những cái bước đi nhỏ nhất. Giống như Ngọc Lan nói, những cái kế hoạch nhỏ trong 1 tuần, 2 tuần hoặc là 1 tháng, 2 tháng trong năm, chúng ta đều phải có kế hoạch cho cuộc đời mình. Và tôi nghĩ rằng đời người mà chúng ta không biết trước được ngày mai chúng ta sẽ ra sao, sẽ có biến cố gì xảy đến trong cuộc đời mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất là chúng ta mỗi ngày chúng ta phải tự tin rằng là chúng ta làm được cái kế hoạch của mình, và từ từ chúng ta sẽ xây dựng, sẽ đặt những cái nền móng đầu tiên để đi những cái bước đi dài sau này.
một cái căn nhà muốn làm thì phải có móng thì mới lên được, mà nền móng thì phải vững chắc thì căn nhà đó mới xây dựng cao, to, đẹp được. Ví dụ như tôi đã từng tâm sự với tất cả các bạn rằng là trình độ tôi lúc mà mới về Sài Gòn, tôi chỉ học hết lớp 12 thôi. Nhưng mà để thực hiện những cái kế hoạch trong cuộc đời mà tôi định ra đó, thì tôi thấy là không có gì khác hơn là mình phải học, mình phải có kiến thức mới làm được. Thì lúc đó là tôi đăng ký tất cả những cái lớp ban đêm, từ quản lý, từ điều hành, từ CEO, từ đàm phán thương lượng, từ thuế, tất tần tật những cái coi như thời gian phần lớn là ban đêm là tôi đi học, học rất là nhiều. Và lúc đó thì chỉ có hai mẹ con thôi, con tôi đi học ở trường xong rồi tôi đón con tôi ăn, hai mẹ con ăn qua loa cái gì đó và vào trong lớp học của tôi, thì tôi luôn chọn cái bàn ở phía sau để con tôi ngồi cạnh bên học bài, tôi học những cái kiến thức mà mình thấy cần phải học. Sau đó thì hai mẹ con chở nhau về khoảng 9-10 giờ đêm. Và một cái thời gian dài như vậy á, tôi tích lũy được rất là nhiều kiến thức. Những cái kiến thức mà một cái người mà chỉ học hết trình độ phổ thông thì không thể nào có được. Và cái thời gian mà đi học đó đó, nó cho tôi rất là nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều kiến thức mà sau này tôi áp dụng vào doanh nghiệp của mình, áp dụng vào tất cả những cái kế hoạch cho tương lai của mình. Và dù tôi muốn chia sẻ với các chị em, dù chúng ta đang ở trong cái hoàn cảnh thế nào, bi đát thế nào, khó khăn thế nào, thì chúng ta vẫn phải có ý chí vươn lên. Và muốn vươn lên không có gì bằng sự học. Bây giờ rất là dễ, các bạn có thể học online, có thể học được rất là nhiều thứ. Và các bạn phải dành thời gian để học, để thay đổi cuộc đời mình. Vâng, có thể nói là Thành cảm thấy rằng là đối với các chị em phụ nữ nào mà chúng ta đi làm đó, đi làm cả một ngày về có khi tăng ca nữa mà buổi tối về đi học, là Thành thấy rất là thương. Bởi vì á, phải có một cái ý chí nghị lực rất là lớn thì chúng ta mới làm được như vậy. Bởi vì á, làm một ngày rất là mệt mỏi rồi, về nhà thì chúng ta còn phải lo công việc gia đình nữa, mà chúng ta còn dành thời gian cho học nữa, thì đó là một điều rất là tuyệt vời. Và Thành cũng có một người bạn, thưa quý vị, người bạn đó cũng bằng tuổi với Thành thôi, cũng đi làm công nhân, rồi buổi tối lại học thêm ngoại ngữ, học thêm vi tính. Và bây giờ đó, con đường thăng tiến của đó lên rất là nhiều, và từ một công nhân bình thường thôi, rồi sau đó lên chuyền trưởng, rồi bây giờ đã vào bộ phận văn phòng để làm rồi. Thì điều đó Thành cảm thấy rất là phục, bởi vì cái thời gian rất là ít mà đã có thể làm được như vậy rồi. Thành tin chắc chắn rằng là tất cả chúng ta đều có thể làm được như vậy nếu mà chúng ta có ý chí. Và nói về diễn viên Ngọc Lan, không biết là trong cuộc sống của chị đó thì có cái bước ngoặt cuộc đời gì, hoặc là có những cái sự kiện gì để tạo cho chị cái động lực để mà chị mạnh mẽ ạ? Hồi nãy kể rồi. Tính tới thời điểm này thì Lan chỉ có một cái bước ngoặt duy nhất, đó là cái bộ phim đầu tiên để mà mình quyết định mình đi trên cái con đường này. Mà lúc nãy Lan cũng có nói rồi, cái quyết định để mà mình tiếp tục cái con đường nghệ thuật này, nó không phải từ cái sự đam mê, mà nó từ một cái lòng hận thù rất là trẻ con. Đó là mình không có muốn để cho ai la mình hết, muốn để cho người ta phải tôn trọng mình, không để cho ai coi thường mình, phải để cho người ta thấy rằng con bé này nó diễn hay, nó diễn giỏi và nó thành công trong cái con đường này, chứ không có để cho người ta coi thường mình. Thì đó là cái bước ngoặt, mà một cái quyết định mà Lan cảm thấy nó, cái quyết định lúc đó nó trẻ con lắm, nhưng mà đúng là chắc là duyên số để mà từ một cái sự giận hờn vu vơ đó mà mình chọn đúng cái con đường và mình theo đuổi đúng cái niềm đam mê mà mình vô tình mình có mà mình không biết. Vâng, có thể nói là để trở nên độc lập đó thì đầu tiên á, chúng ta phải độc lập về suy nghĩ. Và chúng ta đặt ra câu hỏi cho mình là như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể độc lập trong suy nghĩ của mình? Chắc có lẽ là mời chị Thu Thủy chia sẻ vấn đề này ạ. Tôi lấy từ kinh nghiệm của bản thân tôi á, thì lúc nhỏ tôi nghĩ rằng là chúng ta không thể nào phụ thuộc vào ai cả. Bởi vì á, ví dụ như cha mẹ chúng ta thì chỉ nuôi chúng ta đến 18 tuổi,
và là chúng ta sẽ ra đời đi làm kiếm tiền, độc lập trong tất cả mọi thứ. Cùng lắm thì cũng bảo bọc chúng ta thêm vài năm nữa. Và chúng ta phải có suy nghĩ rằng là cha mẹ không thể nào sống đời với ta hết á. Cho nên trước mắt á, là chúng ta phải độc lập, phải từ những cái kiến thức, từ khả năng, từ sức khỏe của mình để kiếm tiền nuôi sống bản thân mình. Đó là độc lập. Rồi đến khi có chồng thì cũng phải độc lập, là bởi vì đâu biết trong cuộc đời có biến cố gì xảy ra. Cái người bạn đời của mình hoặc là người chồng của mình có thể một ngày nào đó thay lòng đổi dạ, hoặc là một ngày nào đó bị một cái biến cố gì đó, không còn ở trên đời này nữa. Thì lúc đó nếu mà chúng ta không độc lập, chúng ta sẽ thế nào? Ai nuôi con chúng ta? Rồi chúng ta cũng không thể nào dựa vào bạn bè, là bởi vì bạn bè họ có cuộc đời của họ. Và khi lớn tuổi như tôi thì tôi nghĩ là chúng ta cũng không thể nào dựa vào con mình, là bởi vì con mình cũng có cuộc đời của con mình. Nó sẽ có những cái lo toan của cuộc sống của nó. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta phải độc lập từ trong suy nghĩ, từ hành động, thì làm cái cuộc sống của chúng ta mới tốt đẹp được. Bởi vì khi chúng ta phụ thuộc vào ai đó thì là chắc chắn là chúng ta sẽ không được thoải mái, và chúng ta sẽ cũng không có được cái sự tự tin. Và chắc chắn nếu không độc lập, không tự tin, chúng ta sẽ không quyến rũ. Có thể nói là qua phần chia sẻ của chị Thu Thủy đó quý vị, Thành chợt nhớ rằng là có rất là nhiều những cô bác, các anh chị của mình có cái suy nghĩ là mình thường thôi bây giờ mình ráng mình lo cho con, sau này mình nhờ con. Không biết dưới đây có ai có suy nghĩ đó không ạ? À? Đó, rồi còn lúc nhỏ là chúng ta suy nghĩ rằng là giờ có ba mẹ mà, thôi bây giờ có gì là ba mẹ cho tiền. Đó, thì chính từ những cái suy nghĩ như vậy đó, thì cũng có rất là nhiều người rơi vào cái tình trạng là bị động trong cái cuộc sống của chúng ta. Khi mà chúng ta gặp phải cái tình trạng ví dụ như là sau này ba mẹ không còn nữa thì mình nhờ như thế nào? Rồi sau này con mình trong cái cuộc sống này á, nó vô thường lắm, cho nên là nếu mà có chuyện gì thì mình bây giờ mình nhờ ai, mình cậy ai bây giờ, thì á, cho nên là mình sẽ rơi vào cái tình thế bị động. Như vậy thì qua cái phần chia sẻ của chị Thu Thủy, mình thấy rằng là nếu như mà mình, cái tư duy của mình, cái suy nghĩ của mình lúc nào mình cũng độc lập nè, mình dự phòng được những cái tình huống nè, thì sau này mình nếu mà chúng ta có gặp phải những cái khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống này thì chúng ta có thể vượt qua nó rất là dễ dàng. Và trò chuyện với lại chị Ngọc Lan ạ, như vậy thì trong cuộc sống của chị đó, thì không biết là đã có ai đó áp đặt cái suy nghĩ của họ vào cuộc sống của chị rồi bắt buộc chị là phải làm theo cái cuộc sống như vậy, cái suy nghĩ như vậy, phải làm như vậy chứ không mới được làm theo ý của mình không? Lan có thể độc lập về tài chính nhưng mà về mặt tình cảm là không có độc lập được. Từ nhỏ tới sân khấu chỉ cần buồn thôi là dưới đây Lan khóc rồi. Lan không có muốn cái người mà mình thương họ bị buồn. Lan cảm giác nha, trời, Lan cũng sợ giống như chị nói là lỡ một mai mà những cái người đó họ không ở bên cạnh mình nữa rồi mình phải làm sao. Chắc về phải chấn chỉnh lại cái chuyện này. Ở nhà cũng vậy, chồng mà buồn cái mình cũng không muốn ăn cơm, hay con của mình mà nó húng hắng nó ho một tiếng thôi mình ở đây mình cũng mất ăn mất ngủ. Đó là Lan hình như là Lan bị lệ thuộc vào cái cuộc sống của mọi người nhiều. Chỉ có độc lập về mặt kinh tế thôi, tại vì 20 tuổi là đã đi 18 tuổi là đã đi ra ngoài đi làm rồi, đã đi làm, đã biết kiếm tiền, và bị mê tiền dữ lắm, lúc nào cũng muốn làm việc để mà có tiền á, tại vì Lan rất là sợ ngày mai mình lỡ xui xui mình đau chân hay mình đau mắt, mình đau tay, mình không có đi làm được, rồi mình tiền đâu mà mình xài. Mà mình thì lại từ nhỏ thì lại không có xin tiền của mẹ. Thí dụ muốn mua cái gì đó thì lấy cái tiền để dành mà mẹ cho mỗi tuần á, là để dành lại rồi mua. Rồi sau này khi mà đi làm mới có nhiêu tiền đem về đưa cho mẹ, cũng ngu lắm. Có nhiêu tiền đem về đưa cho mẹ. Rồi hả, muốn mua cái gì đó cũng không có xin, cũng không có nói mẹ cho, mẹ đưa lại tiền cho con, mà là tự để dành tiền rồi tự mua. Rồi có chồng cũng vậy, chồng đi làm đường chồng, mình đi làm đường mình tự đi làm, mình kiếm tiền, chồng đi làm nhiều đem tiền về đưa cho mình là được rồi đó. Còn nhưng mà về mặt tình cảm là không có tự chủ được trong cái vấn đề tình cảm. Thậm chí khi Lan lấy chồng vậy, Lan vẫn luôn nói là hả, người nào mà mẹ Lan ưng Lan mới chịu đó, sợ lắm, lỡ về phải chấn chỉnh lấy vụ này mới được.
Vâng, thưa quý vị, có thể nói là trong cuộc sống này thì như diễn viên Ngọc Lan chia sẻ đó, chúng ta nên tự chủ mọi mặt, kể cả tình cảm thì chúng ta cũng nên. Bản thân Ngọc Lan thì chưa có làm được điều đó, nhưng mà trong tương lai thì cháy có chia sẻ là sẽ cố gắng chấn chỉnh cái điều đó. Vâng ạ, và xin được trò chuyện với chị Thu Thủy. Hồi nãy chị có chia sẻ là chị có một cô con gái. Như vậy thì chị có dự định là hướng con gái mình theo cái hình mẫu của mình hay không? Hoặc là nếu mà không phải như vậy thì có một cái hình mẫu lý tưởng nào mà chị thường xuyên chị tâm sự với con gái nè, trò chuyện với con gái là mong muốn con gái có thể là đi theo cái hình mẫu đó không ạ? Tôi thì bởi vì tôi độc lập cho nên là tôi cũng hướng con tôi tới cái sự độc lập. Từ nhỏ tôi luôn giáo dục cho con cái sự tự tin và độc lập. Thì chưa bao giờ tôi áp đặt là con phải mặc cái áo này, con phải mặc cái quần kia, hoặc là con phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Khi mà đi học á, là con tôi chọn trường, tự đăng ký, tự xách ba lô lên, tự đi qua Mỹ học. Mặc dù cái ngành đó tôi không có thích chút nào. Nhưng mà tôi nói á, là cuộc đời của con hãy sống theo cái con muốn. Mẹ không có thể nào thay con sống cái cuộc đời của con, miễn con thấy vui vẻ, thấy hạnh phúc là được rồi. Cô nàng đó cũng rất là cá tính. Sau khi ở Mỹ học 2 năm, cái ngành mà nàng ấy là yêu thích từ mẫu giáo tới khi vô đại học, thì tự nhận ra rằng là cái đó không phù hợp với mình. Thế là nàng mới về, nàng ấy nói là: mẹ ơi, bây giờ con thấy cái ngành đó, con hồi xưa thì con mê thiệt á, con học 2 năm rồi mà con thấy bây giờ con không thích nó nữa, mà giờ con muốn chuyển sang con học quản lý nhà hàng để sau này con về con làm với mẹ, thì có được không? Có sợ người ta nói con không có đủ ý chí thế này thế kia? Cái tôi có nói với con, tôi nói rằng là con hãy làm bất cứ cái điều gì con thích. Đừng có sợ thị phi, đừng có sợ bất cứ cái... Người ta đâu có sống thay mình. Người ta không có thể sống cuộc đời của mình. Cho nên á, mình muốn cái gì là mình cứ làm. Con cứ mạnh dạn con thay đổi nếu con muốn. Thế là cháu bỏ học ở Mỹ, về Úc học quản lý nhà hàng. Và tôi thì tôi nghĩ á, con cái của mình tuy rằng mình không có hướng con vào cái lĩnh vực mà mình muốn, hoặc là mình không có muốn con, không có hướng con vào cái hình mẫu của mình, nhưng mà chính những cái hành xử hàng ngày, những cái điều mình làm hàng ngày nó lưu vào trong tâm trí của con mình á, thì đến một lúc nào đó, không nói là bản sao, nhưng mà có thể con mình sẽ là tấm gương phản chiếu cái hình ảnh của mình. Ví dụ như con tôi á, hồi nhỏ thì tôi thì hay trồng rau, trồng hoa, cắm hoa, rồi nấu ăn này kia. Thì hồi nhỏ con bé nó không thích cái điều đó đâu. Nó nói mẹ làm cực quá à, con không có muốn. Nhưng mà bây giờ nhận ra rằng là những cái thứ đó bây giờ nàng đang làm. Nàng qua bên Úc học, cái ban công ở cái nhà, cái ban công nhỏ xíu mà trồng rau, trồng hoa gì tùm lum hết, rồi nấu ăn, rồi chụp hình gửi cho mẹ. Và những cái điều đó nó từ trong vô thức đó các bạn. Nó sẽ thấm dần dần vào tâm trí của con mình. Ví dụ như con mình ở trong một cái gia đình mà cha mẹ chửi nhau suốt ngày, hoặc là cha chửi thề uống rượu, rồi mẹ thì bài bạc, chắc chắn bạn không thể nào giáo dục đứa trẻ đó lớn lên thành một cái người tốt, một cái người tử tế cả. Tại vì những cái nó thấy hàng ngày á, nó sẽ in sâu vào tiềm thức. Và có thể là tuy nó không có muốn như vậy, nhưng mà những cái điều đó diễn ra hàng ngày ngày, và điều đó sau này chính những đứa trẻ đó sẽ làm điều đó trong vô thức. Và đơn giản như là con tôi bây giờ tôi thấy rằng là nó bắt đầu làm những cái điều mà tôi đã làm cách đây rất là lâu, và nó có những cái đam mê mà chính mình đam mê. Và
Điều đó làm cho mình cảm thấy rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. Mặc dù á, là lúc nào mình cũng nói với con là con cứ sống cuộc đời của con làm những cái điều gì con thích. Nhưng mà khi mà con mình thích cái điều mình thích thì điều đó sẽ rất là vui. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay đó thì rất là xinh đẹp nè, độc lập về tư duy nè, và bên cạnh đó Thành còn thấy rằng là độc lập về cả cá tính nữa. Tức là mỗi chị Thu Thủy này, hay là diễn viên Ngọc Lan thì có cái cá tính rất là khác nhau, rất là độc lập nữa. Và thưa quý vị, độc lập á, thì về cá tính á, thì nó có thể xuất phát từ cái niềm đam mê của mình nữa nha quý vị. Và chắc hẳn là trong tất cả chúng ta thì có cho mình những cái niềm đam mê riêng. Thì chắc có lẽ là bây giờ Tiến Thành cũng sẽ hỏi các chị ngồi bên dưới đây ạ. Không biết là bên cạnh cái công việc hiện tại của mình đang làm đó, thì các anh chị có niềm đam mê nào khác không ạ? Quý vị có thể chia sẻ niềm đam mê của mình trong hội thảo ngày hôm nay ạ. Xin mời một cánh tay giơ lên ạ. Chúng ta có ấp ủ cho mình niềm đam mê nào không ạ? Thành nghĩ rằng là trong bản thân của mỗi người, trong tâm khảm của chúng ta thì lúc nào cũng chúng ta cũng ấp ủ cho mình một niềm đam mê riêng. Có thể là chúng ta đã thực hiện được rồi, hoặc là có thể là chúng ta vẫn chưa thực hiện được, nhưng mà chúng ta lúc nào cũng ấp ủ niềm đam mê đó. Tiến Thành xin được mời một chị ạ. Xin được mời chị Áo Hồng ạ. Xin được mời chị Áo Hồng ạ. Cũng xin chào hội thảo ngày hôm nay. Thì em cũng xin được giới thiệu, em tên là Trinh. Ước mơ ấp ủ của em thì có một công việc ổn định và gia đình luôn là có sức khỏe dồi dào. Nhưng mà mình có cái niềm đam mê nào không? Có giấc mơ gì mà hồi nhỏ mình ước mơ, mình lớn lên mình thực hiện không? Hồi nhỏ có lẽ là ước mơ của em là làm cô giáo. Còn lớn lên sao không làm cô giáo nữa? Lớn lên không biết bán duyên sao mà công tác tại quen. Xin được cảm ơn chị rất là nhiều. Không biết là còn chị em nào của chúng ta có một niềm đam mê muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong chương trình hôm nay không ạ? Vâng ạ. Xin được mời chị ạ. Em xin chào tất cả mọi người. Thì sẵn tiện cũng nhân cái dịp này em cũng muốn chia sẻ cái đam mê của em. Tức là em làm ở Home Credit thì cũng là công việc văn phòng. Cũng đi làm 8 tiếng rưỡi một ngày, từ 8 giờ rưỡi sáng đến 6 giờ chiều. Ngày nào cũng vậy, nó lặp đi lặp lại, ngày nào cũng y chang ngày nấy. Cho nên là cái niềm đam mê lớn nhất của em là đi du lịch. Một năm thì em phải đi 2-3 lần. Cứ canh giá rẻ, giá vé không đồng, mình cứ bút sẵn, mình đi du lịch. Đi du lịch thì mình được gặp gỡ được cái nhiều người khác nhau, đến nhiều quốc gia khác nhau, nhiều nền văn hóa khác nhau, nhiều câu chuyện cũng khác nhau, mỗi người là một câu chuyện, cuộc sống của họ rất là thú vị. Có người họ cũng chán công việc như mình, họ đi du lịch. Cũng có người họ muốn đi du lịch để trải nghiệm, để nâng cao cái cuộc sống nội tâm của mình. Thì em cố gắng dành dụm rèn luyện cái ý chí độc lập cho mình để thông qua những cái chuyến đi như vậy. Để thông qua chuyến đi thì mình phải tự lo là mình book phòng khách sạn, mình tự lo về cái hành trình của mình. Cho nên thông qua những cái chuyến đi như vậy mình cũng trưởng thành hơn rất là nhiều. Xin được cảm ơn chị Phương. Có thể nói là qua phần chia sẻ của chị, Thành thấy rằng là người phụ nữ này rất là mạnh mẽ, có cá tính rất là mạnh mẽ. Và chị em mình có chung niềm đam mê du lịch, chắc có lẽ là mốt đi chung là nhớ rủ em ạ. Vâng, thưa quý vị, chương trình của chúng ta còn có rất là nhiều những cái trò chơi cũng như là những phần quà gửi tặng đến cho các chị em của chúng ta có mặt trong hội trường ngày hôm nay ở phần cuối chương trình. Rất mong là chúng ta cũng có mặt ở đây tới cuối chương trình để cùng tham gia những phần trò chơi như thế này để cùng nhận quà nha quý vị. Và quay trở lại với lại cuộc trò chuyện của chúng ta ngày hôm nay, chắc có lẽ là hỏi diễn viên Ngọc Lan ha. Chúng ta thấy rằng là Ngọc Lan rất là nổi bật với là nghiệp diễn xuất của mình rồi. Không biết là ngoài cái sự nghiệp diễn xuất ra thì Lan còn niềm đam mê nào hát khác không? Có chung niềm đam mê du lịch thì chắc có lẽ là đi chung với lại Thành, với lại chị Phương. Lan có một cái niềm đam mê mà
bây giờ mình mới nhận ra một cái niềm đam mê khác với lại cái đam mê cho cái sự nghiệp của mình. Nó là mê được làm một cái người vợ thật là hoàn hảo. Tại vì bản thân mình cũng biết rằng là mình thiếu sót trong vấn đề đó lắm. Tại vì mình không có giỏi. Mọi người luôn nhận xét Lan chỉ cái giỏi đi quay phim thôi. Ở nhà chăm con cũng không giỏi, nấu ăn cũng không giỏi, dọn dẹp nhà cửa cũng không giỏi, chỉ có giỏi ở ngoài xã hội thôi. Thì cho nên là mình khao khát, Lan khao khát và Lan đang cố gắng phấn đấu để được làm một cái người vợ, phải nói là một cái người vợ, một cái người mẹ gọi là nó trọn vẹn, chứ cũng không dám mơ ước là mình sẽ làm được một người vợ, một người mẹ giỏi nữa. Nhưng nó chỉ cần là tương đối một chút xíu thôi, đó là ước gì mình nấu ăn được chút xíu, biết chăm con được xíu, tới giờ này vẫn chưa biết tắm con đâu. Chị sẽ tặng cho em cuốn sách Đường Đến Biển Hạnh Phúc, dạy các cái món ăn trong gia đình. Chị hứa nha. Hứa. Chị hứa. Chứ em là cái phần nấu ăn là em nói thì em dở lắm luôn á. Chị chuẩn bị xuất bản cuốn Đường Đến Biển Hạnh Phúc, là các cái món ăn trong gia đình cho tất cả các gia đình trẻ. Yeah. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, tiệc, salad, gỏi rồi này kia. Nó sẽ có khoảng 80 món. Thì tin rằng khi mà tặng cho em á, với cái khao khát mà em muốn làm một người vợ hoàn hảo thì chắc chắn em sẽ làm được. Khi mà Lan nhận được cuốn sách này chắc chắn Lan sẽ thông báo với tất cả mọi người là sách đã có ở trên kệ rồi, mọi người nên ra mua để trở thành một người vợ hoàn hảo giống Lan. Một tràng vỗ tay ạ. Vâng ạ. Như vậy thì tất cả chúng ta nếu mà muốn trở thành một người vợ hoàn hảo chắc có lẽ là liên hệ với lại chị Thủy để mà sở hữu quyển sách trên ạ. Và có thể nói là thưa quý vị, chị Thu Thủy đó là một doanh nhân mà cái công ty chị đang điều hành là một công ty về lĩnh vực xây dựng nữa. Có thể nói là chúng ta sẽ thắc mắc rằng là đối với một công ty xây dựng đó, có lẽ là phù hợp với cánh mày râu nhiều hơn, phải không thưa quý vị? Và với một người phụ nữ như thế này thì điều hành một công ty xây dựng, và bên cạnh đó như chia sẻ từ nãy tới giờ đó, chúng ta thấy rằng là chị Thủy rất là giỏi chăm con nè, nấu ăn cũng giỏi nè, cắm hoa giỏi nè, rồi viết sách ra cả những cái cuốn sách về nấu ăn luôn. Đó, thì chúng ta sẽ cảm thấy là ngạc nhiên và thắc mắc rằng là không biết là chị này có bí quyết gì để mà dung hòa hai công việc có vẻ là nó rất là trái ngược với nhau như vậy ạ. Chắc có lẽ là chị Thủy sẽ giải đáp cái thắc mắc này ạ. Thực ra hiện nay cái nghề chính của tôi á là làm về xây dựng, nhưng mà là không có phải xây dựng nhà cửa rồi bình thường đâu, làm một cái nghề mà rất là giang hồ. Đó là làm nạo vét luồng, xà lan, sáng thổi, sáng múc gì đó. Là cái nghề đó trên thương trường không có phụ nữ. Mà tôi cũng không biết sao cơ duyên cái lúc mà lên Sài Gòn á, là bắt đầu khởi nghiệp bằng cái nghề đó và kiếm tiền bằng cái nghề đó. Em hỏi sao 4 năm chị sắm được nhà ở Phú Mỹ Hưng là từ cái nghề đó. Rồi em đổi nghề. Và các bạn đó là một cái nghề mà rất là khốc liệt, chỉ dành cho đàn ông. Nhưng mà khi mình là đàn bà, mình vào mình làm cái nghề đó thì mình có cái sự mềm mỏng, mình có cái sự uyển chuyển. Cái thành công là ở cái chỗ mềm mỏng và uyển chuyển đó. Đàn ông người ta có thể nóng tính, người ta gây gỗ, người ta đánh nhau đủ thứ, nhưng mà phụ nữ không có làm vậy được. Thì mình uyển chuyển, mình nói ngọt thì mình làm được. Và thực ra hiện giờ là tôi làm với các nhà thầu Nhật là nhiều, ít có làm trong nước. Và cái nghề chính mà kiếm tiền của tôi là cái nghề đó. Nhưng mà trong sâu thẳm bản thân tôi biết tôi là một người phụ nữ, một người mẹ, một người phụ nữ khao khát cái cuộc sống gia đình, thích nấu ăn, thích làm bánh cắm hoa, rồi chăm con, chơi với con. Tôi nghĩ là thiên chức của người phụ nữ nào cũng muốn điều đó. Dù ở bên ngoài họ có thể làm việc gì đó, làm tới chức gì đó trong xã hội, nhưng mà cái quan trọng vẫn là một cái người, họ vẫn muốn sống một cái cuộc sống của một cái người phụ nữ bình thường. Một người phụ nữ bình thường là thích đi chợ nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa, làm bánh, rồi trang hoàng nhà cửa làm sao cho nó đẹp. Tôi thấy rất là nhiều phụ nữ có cái phước đó mà họ không biết hưởng.
chồng đi làm này kia rồi ở nhà đem tiền về, thì ở nhà thì các chị em làm cái công việc họ họ cho rằng là nội trợ, thì các chị em cảm thấy là nó nhàm chán quá, nó buồn tẻ quá, phải không? Suốt ngày con cái rồi cơm nước này kia buồn quá. Nhưng mà tôi thấy điều đó vui lắm. Tại vì á, sau khi mà bận rộn ở bên ngoài mà về được tới nhà nấu được bữa cơm hay là ăn với con hay là cắm được bình hoa đẹp, đó là một cái niềm vui. Và tôi nghĩ điều đó nó cân bằng cái cuộc sống của tôi. Chúng ta ai cũng sẽ có đam mê. Đam mê kiếm tiền, đam mê nổi tiếng. Nhưng mà tôi có một cái đam mê rất là bình thường, là cho tôi làm một cái người phụ nữ nội trợ trong nhà cũng được. Tôi sẽ làm rất là tốt cái điều đó. Sẽ chăm con, sẽ chiều chồng, sẽ làm được rất là nhiều cái điều tốt trong đó. Nhưng mà thì mình mê thì mình phải làm. Cho nên là ngoài những cái công việc kiếm tiền kia ra, thì tôi về nhà thì làm những cái công việc của một cái người phụ nữ bình thường. Và sau đó thì tôi nhận ra rằng á, để truyền cái nhiệt huyết, cái đam mê của mình á đến các chị em phụ nữ, để các chị em phụ nữ thấy rằng cái việc nấu một bữa cơm ngon nó không có còn là khó khăn nữa. Thế là tôi viết sách. Tôi viết sách dạy nấu ăn. Là ở trong những cái cuốn sách đó tôi viết rất là hình ảnh rất là đẹp và các cái công thức rất là dễ nấu. Rồi viết sách không thì tôi thấy nhiều khi cũng chưa đủ, là bởi vì á, có nhiều chị em ở xa không có đọc được sách. Thế thì tôi tranh thủ tôi làm được cũng khá khá số video clip phát trên YouTube á. Các bạn có thể vô cái lên YouTube và đánh chữ bếp nhà cô Ba thì sẽ ra các cái YouTube tôi dạy các cái món ăn ở trên đó. Thì bất cứ lúc nào mà tôi sắp xếp được thời gian thì tôi lại cùng ekip đi quay dạy nấu ăn. Tôi cho đó là một cái đam mê, một cái đam mê mà tôi và tôi muốn truyền sang tất cả các chị em phụ nữ, các cái chị em mà cũng có cùng sở thích đam mê nấu ăn. Vâng, thưa quý vị, có thể nói là công việc thì rất là đàn ông, nhưng mà rõ ràng là chị Thu Thủy rất là phụ nữ, phải không ạ? Và chị rất là thành công cho việc dung hòa giữa hai cái công việc như vậy. Cho nên là tất cả chị em của chúng ta có mặt trong buổi hội thảo ngày hôm nay đó, nếu như mà chúng ta có cho mình một cái niềm đam mê nào đó mà chúng ta nghĩ rằng là trời, cái đam mê này chắc là mình làm hỏng được đâu, thì chúng ta nên suy nghĩ cái thay đổi cái suy nghĩ đó. Chúng ta sẽ làm được hết nếu như mà chúng ta có sự yêu thích và cũng như là chúng ta có sự cố gắng để thực hiện cái niềm đam mê đó. Và quay trở lại với là diễn viên Ngọc Lan ạ. Ngày trước á, thì Ngọc Lan chỉ chú tâm vào việc là diễn xuất, đi diễn, đi quay thôi. Và gần đây á, là đã được thêm biệt danh là bà mẹ bỉm sữa rồi. Có bé trai đầu lòng như vậy thì chắc có lẽ là giữa một công việc là diễn viên nè, rồi bên cạnh đó thêm giờ thêm là công việc của một người mẹ nữa, nào là lo cho con các kiểu mà hồi nãy Ngọc Lan nói là làm không có giỏi. Nhưng mà Thành nghĩ rằng là không giỏi thôi, nhưng mà cô Ngọc Lan này cũng đã xông pha vô cái việc đó rất là nhiều rồi. Như vậy thì Ngọc Lan có thể làm như thế nào, bí quyết gì để mà chúng ta có thể dung hòa được cả hai công việc? Việc diễn xuất thì tất nhiên là chúng ta phải giữ phong độ, giữ hình ảnh nè, đúng không? Vẫn giữ được cái sự thành công trong lòng của khán giả rồi. Nhưng mà bây giờ làm thế nào nữa để mà dung hòa cái việc là làm tròn trách nhiệm của một người mẹ? Rõ ràng khi mà mình có gia đình rồi thì cái thời gian của mình nó bị chia cắt, nó bị chia ra nhiều cái thời gian lắm. Trước đây thì mình dành trọn 100% cho công việc. Bây giờ khi có bồ á, cái bớt bớt lại chút xíu. Bây giờ có chồng bớt lại miếng nữa. Rồi giờ có con nó bớt thêm, bớt luôn nữa luôn. Nên là rằng là mình phải, Lan thấy rằng là bản thân mình phải tự quyết tâm để mà mình bỏ bớt cái công việc của mình. Mình bỏ bớt cái sự ham muốn đó đi, rồi mình san sẻ nó cho cái gia đình của mình. Rồi mình cũng phải quyết tâm rằng là mình không biết nuôi con, nhưng mà mình cũng phải ráng làm sao để mà mình nuôi con cho bằng được. Chứ để không thôi là bị la chết luôn á. Có đứa con đầu lòng thì chắc chắn là Lan không có nhiều kinh nghiệm. Không có, hoàn toàn là hai vợ chồng đều không có kinh nghiệm. Cho nên cái cách mà chăm sóc cho con á, chưa dạy được, là tại vì em bé còn nhỏ quá cho nên mình chưa nghĩ tới việc dạy con.
chỉ là cái việc về chăm sóc sức khỏe cho nó thật là tốt. Thì cả hai vợ chồng đều tìm hiểu ở trên các trang báo chí, trên YouTube, rồi học kinh nghiệm, hỏi kinh nghiệm từ những cái người mà mới vừa sanh con xong, và cả những cái người lớn tuổi hơn, để mà mình tại vì bây giờ người ta chăm con á, nó vừa theo hai cách, một cách vừa dân gian, một cách vừa khoa học nữa, là mình phải làm sao mình dung hòa được hai cái đó. Dân gian mình cũng không bỏ, mà khoa học thì không phải cái nào mình cũng theo, mình cứng nhắc quá theo khoa học thì cũng không tốt. Đó, thì cho nên rằng là chỉ có bằng những cái mà mình hả con mình bị mình, tức là mình coi trước coi là em bé ở một tháng nó sẽ như thế nào, hai tháng nó sẽ có những biểu hiện gì, mình coi trước rồi con mình nó có như vậy thì mình tìm tòi. Nói chung là tất cả mọi cái là từng chút rồi, và cả hai vợ chồng đều cùng làm, chứ một mình Lan chắc chắn là không làm được. Và thêm một cái nữa là Lan được cái sự hỗ trợ của bên nội bên ngoại, rồi bạn bè, nói chung là mọi người biết là mình không có khéo, không có giỏi, cho nên mọi người phụ mình cũng nhiều lắm, nên là mình đỡ, mình có thể sớm quay trở lại với phim trường. Vâng ạ, có thể nói là nhờ sự giúp đỡ hỗ trợ thật là nhiệt tình từ ekip, bạn bè và gia đình thì chắc có lẽ là đến thời điểm hiện tại thì Ngọc Lan vẫn đã dung hòa được hai công việc rất là tốt. Và nhân đây thì Tiến Thành cũng xin được hỏi chị Thu Thủy một chuyện này. Khoảng cuối năm 2016 đó, thì Tiến Thành có đọc được một cái đoạn thư mà chị nói về dạy con cách là chọn chồng. Và có thể nói là cái bức tâm thư này là gây bão trong dư luận đó nha quý vị. Tiến Thành cũng xin được đọc lại chia sẻ để cho các chị em của chúng ta, nếu mà chúng ta không nghe đó, không biết đó, thì bây giờ chúng ta cũng nắm luôn. Không lấy chồng già dù nó có là tỷ phú. Mẹ muốn con đi xe sang, mặc đồ đẹp, tự tay mẹ sắm được, không cần nhờ tới con. Không lấy thiếu gia. Đừng mờ mắt bởi cái hào nhoáng bên ngoài. Đừng lấy thằng đẹp trai mà nghèo. Đó là ở đây là có anh chị nào mà đẹp trai mà nghèo là biết là không được rồi đó. Rồi đừng vì mê trai đẹp mà quên khả năng kiếm tiền của nó nghe. Đẹp mấy mà nghèo thì cũng hèn à. Ba điều trên con phải nhớ, ba đối tượng trên phải tránh xa con nhé. Có thể nói là rất là thẳng thắn phải không ạ? Không phải ai cũng có thể là chia sẻ điều này, nói điều này ra và có thể là cho tất cả mọi người đều biết về điều này. Như vậy thì hôm nay chị có thể chia sẻ thêm là lý do vì sao chị lại viết bức thư đó, và qua bức thư đó thì chị muốn răn dạy con mình về điều gì ạ? Cái đó là sau khi mà tôi đăng cái cửu âm chân kinh cho gái đẹp đó lên cái trang cá nhân, thì không ngờ chỉ có vài ngày sau nó đã có mấy ngàn lượt chia sẻ và mấy ngàn lượt like, xong rồi báo chí đem về đăng tùm lum lá. Mà hoàn toàn mình bất ngờ là bởi vì á, con gái tôi thì đi học xa, mà hai mẹ con á thì thường viết những cái lời yêu thương hay là chia sẻ này kia qua Facebook. Tôi hay viết thư cho con tôi, thì tôi nói là con thế này thế kia sao sao á, nhưng mà là tôi viết với một cái giọng điệu theo cái giọng của con, tại vì mình không thể áp đặt cái suy nghĩ, cái lời lẽ của một bà mẹ 50 tuổi với một đứa con gái 20 tuổi được, cho nên là tôi cứ viết cà rỡn vậy đó. Thì nhớ là cái lúc đó thì hôm đó đi máy bay, cái đọc trên mạng là nói về cái một cái cô diễn viên mà lấy một cái ông đại gia rất là nhiều lớn tuổi nhiều hơn á, thì tôi thấy cái chuyện này nó không có bình thường, và tôi mới trong lúc rảnh rỗi trên máy bay bay 2 tiếng ra Hà Nội thì tôi viết một cái đoạn đó là tôi đùa. Các bạn có thể về lên mạng tìm cửu âm chân kinh cho gái đẹp. Tại vì hồi đó tôi mê đọc kiếm hiệp, cho nên là những cái điều mà tôi dạy con tôi á là tôi lưu vô một cái pho gọi là cửu âm chân kinh. Là sẽ có những cái điều này điều kia. Thì tôi nói rõ quan điểm của tôi là nếu mà chọn chồng á thì con nên chọn người có năng lực thực sự. Bởi vì á nghèo cũng được, nhưng mà khi mà có năng lực thực sự, có cái sự khao khát vượt lên thì cả hai vợ chồng sẽ cùng đồng lòng
và sẽ cùng làm giàu được. Còn á, nếu mà vì tiền lấy một đại gia nào đó mà chênh lệch tuổi tác quá lớn thì chắc chắn một điều rằng là cái cuộc hôn nhân đó sẽ không bao giờ hạnh phúc. Là bởi vì khi mà chênh lệch tuổi tác quá lớn á, thì tâm sinh lý, sức khỏe, đủ thứ nó sẽ không có hòa hợp. Thứ hai là các cái thiếu gia thì cũng không nên lấy, là bởi vì phần lớn các thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ và tiền của cha của mẹ chứ không có phải của các bạn ấy làm ra. Cho nên là các bạn ấy xài phung phí và đâu có biết có cái biến cố nào đó trong cuộc đời rồi sau này sẽ chống chọi như thế nào. Còn á, đẹp trai, phần lớn á, tôi từ kinh nghiệm bản thân tôi nhận ra là các anh chàng đẹp trai á, thường là rất là tự tin vào cái khả năng của mình, là mình đẹp thế này thế kia thì các cô là phải chạy theo quỳ lụy thế này thế kia. Nhưng mà nếu mà đẹp trai mà nghèo thì chắc chắn cái anh chàng đó sẽ rất là tự ti. Tôi có kinh nghiệm rồi. Rất là tự ti có nghĩa là ví dụ như cô gái đó có muốn có nói một cái câu gì đó rất là bình thường, nhưng mà anh bắt đầu suy diễn rằng là tại mình nghèo nó mới nói như vậy, rồi thế này thế kia, và chắc chắn là con mình sẽ không được hạnh phúc với một cái anh chàng đẹp trai mà nghèo. Thì tôi khuyên con gái tôi là ba đối tượng đó nên tránh xa. Mẹ nuôi con nên vóc nên hình, cho học những cái trường tốt nhất, cho rất là nhiều kiến thức. Vậy thì con phải biết chọn người chồng như thế nào để tương thích với mình về tâm lý, về sinh lý, về kiến thức. Tất cả những thứ đó nó mới làm lên một cái gia đình hạnh phúc được. Còn khi mà chênh lệch bất cứ lĩnh vực nào, bất cứ cái đối tượng nào mà có cái sự chênh lệch quá lớn trong cái nhận thức á, là sau này sẽ không ổn chút nào. Và tôi cũng không ngờ rằng là sau khi tôi đăng lên trang Facebook cá nhân thôi mà vài ngày sau là báo chí lấy về, xong rồi giật tít tùm lum ta la gì đá xéo Ngọc Trinh rồi này kia. Hoàn toàn tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn là nói rõ với lại cái quan điểm với con của mình rằng á, là tôi không cần nhờ con phải kiếm tiền về để tôi sắm xe hay là mặc đồ đẹp, những cái thứ đó tôi làm được, không có cần con phải hy sinh cuộc đời mình bất cứ cái gì cho mẹ hết á, thì con phải sống cuộc đời của con. Như vậy thì Ngọc Lan thân mến, không biết là bây giờ ví dụ như là quay trở lại mười mấy năm trước, thời điểm mà Lan chưa lấy chồng á, thì Lan có đồng tình với lại cái suy nghĩ, những cái chia sẻ của chị Thu Thủy vừa rồi không? Ông đầu tiên phải hỏi chị là bây giờ ví dụ như con gái của chị mà yêu một cái anh chị, yêu một trong ba cái anh chàng cấm kỵ của chị á, thì chị phải làm như thế nào? Mặc dù là khi cổ yêu chắc chắn là cổ phải có tìm hiểu rằng là người đó phải xứng đáng với cổ thì cổ mới yêu, nhưng mà nó vô tình, ví dụ như cái anh đó anh lớn tuổi nhưng mà rõ ràng anh yêu cổ rất là nhiều, cái lớn tuổi nó không phải là cái tội thì sao? Thì chị sẽ như thế nào? Câu hỏi này khó đấy. Bởi vì sau khi mà tôi viết cái bài đó, rất là nhiều người đi vô chửi tôi vì cái chuyện là lỡ yêu rồi làm sao quên được đó, em ơi. Rất là nhiều người nói á, tại vì chị không có yêu cho nên là chị không biết là cái chuyện mà chênh lệch mà tuổi tác nó không thành vấn đề. Nhưng mà tôi cho đó là có vấn đề. Bởi vì lúc mà bạn 20 tuổi, cái anh kia 40 tuổi là không có vấn đề. Bạn 30 tuổi, anh kia 50 tuổi không có vấn đề. Nhưng mà lúc mà bạn 40 tuổi còn khỏe, còn trẻ, còn đẹp lắm, mà anh kia 60 tuổi rồi bắt đầu bệnh rồi. Bắt đầu thấy vợ đi ra đường á, là còn đẹp quá, còn quyến rũ quá, bắt đầu ghen. Rồi á, tới sức khỏe không còn khỏe để lên rừng xuống biển với vợ nữa, thì cảm thấy bất lực. Và chắc chắn đó là giai đoạn rạn vỡ gia đình. Từ kinh nghiệm bản thân tôi nhìn thấy rằng cái điều đó là cái điều tất yếu sẽ đến, chắc chắn sẽ đến.
thì để cản con mình thì tôi sẽ phân tích cho con biết. Và với một cái tình yêu của một bà mẹ, tôi luôn luôn nói là tôi là một bà mẹ hổ chứ không phải là một bà mẹ bình thường. Tôi sẽ làm mọi thủ đoạn để ngăn cản tình yêu đó. Thật ra mà nói á, trước đây á, bất kỳ một người bạn trai nào của Lan á, Lan đều dắt về nhà để cho mẹ xem. Thậm chí là bạn bè của Lan cũng vậy, bạn Lan học ở trường, rồi bạn Lan đi làm cũng vậy. Mặc dù mà có thể có những người bạn mẹ không biết mặt, nhưng mẹ đều biết tên và mẹ biết tính cách của người đó như thế nào, bởi vì Lan luôn tâm sự với mẹ tất cả mọi chuyện. Thì chắc chắn cái chuyện chọn bạn trai cho mình á, thì Lan luôn phụ thuộc vào mẹ. Lúc có nhiều cái mối tình mà mình yêu say đắm lắm kìa, mình còn nhỏ và lúc đó còn nhỏ, nhiệt huyết cao lắm, yêu mê, yêu muội, yêu say, yêu đắm, nhưng mà mẹ lại cấm. Thì lúc đó cũng giận, giận dữ lắm, tại vì ngăn cản một cái tình yêu đối với mình rất là đẹp như vậy. Thì mình luôn luôn nói là mẹ không hiểu, mẹ không hiểu nên mẹ cấm. Nhưng Lan chỉ có một người mẹ thôi, và mẹ một mình mẹ nuôi Lan từ lúc Lan hơn một tuổi là ba Lan mất. Thì cho nên rằng là Lan thương mẹ lắm, không có muốn làm cho mẹ tổn thương. Mặc dù giận thì giận, nhưng mà vẫn nghe, nghe nhưng mà để bụng dữ lắm, hay nhắc lắm. Sau này khi mà có con rồi, mặc dù là mới sanh em bé chỉ có 4 tháng hơn thôi, mà nhìn lại tất cả những cái quá khứ của mình thì mới thấy rằng là mẹ đúng. Các bạn ơi, người lớn á, lúc nào họ cũng đúng á, tại vì họ lấy từ cái kinh nghiệm của bản thân. Dĩ nhiên họ không thể nào áp đặt ở cái thế hệ của họ lên thế hệ của mình, nhưng với cái kinh nghiệm của họ, họ nhìn người rất là đúng. Nên là mình cứ nghe đi, mình nghe, mình không có lỗ đâu, chắc chắn không lỗ. Bản thân Lan chia tay rất là nhiều mối tình, Lan cũng buồn, cũng giận mẹ lắm, nhưng Lan không lỗ. Mà hôm nay Lan rất là lời vì Lan có được một cái người chồng rất là, tính tới thời điểm này thì rất là xứng đáng. Đó là điều đầu tiên nói về cái sự phản đối của chị về cái ba cái người đàn ông mà chị không thích dành cho con của mình. Nhưng mà Lan, nếu mà nói về cái câu chuyện của chị, Lan chỉ không có đồng ý một cái câu thôi, đó là nghèo chắc chắn nó sẽ hèn. Lan bản thân cá nhân của Lan thì Lan không thích câu đó, bởi vì ngày xưa gia đình Lan cũng khó khăn, ba Lan là bộ đội, mà khi mà mất rồi thì nhà Lan nghèo lắm, nghèo tới mức mà ở cái nhà lá là cái cửa đi vô là bên cái vách bên tay trái là nó sạc luôn, ở chính giữa là nó hỏng một cái lỗ rất là to. Đến khi mỗi lần mà mưa xuống á, là mẹ với anh hai là chỉ có ngồi ở trên giường và hai người chụm lại với nhau và ôm Lan để cho Lan không có bị ướt mưa, bởi vì lúc đó có một tuổi mấy thôi, rất là nhỏ thì dễ bệnh. Mà lúc đó là bị lúc ba mất là Lan bị ban nữa, bị đau ban á, nên là sức khỏe không có tốt. Thì cho nên rằng là mà cái thời gian đó mẹ sống rất là kiên cường, không bao giờ, nhất là với bên ngoại, là mẹ không bao giờ mẹ để cho bà ngoại thấy rằng là cuộc sống của mẹ, cuộc sống của con gái của bà ngoại khổ. Cũng không bao giờ mà mẹ nói với bất kỳ ai một cái điều gì về cái cuộc sống gia đình của mình. Ở nhà mẹ có thể ăn cơm chan nước mắm, nhưng với con cái và với xã hội, mẹ vẫn luôn để cho mọi người thấy rằng con cái của mẹ có một cuộc sống nó không bằng mọi người, nhưng nó vẫn đầy đủ, không thiếu, không thua ai hết. Thì đâm ra là nghèo nó cũng tùy người, chứ không phải cũng nghèo không có hèn. Giải thích với Ngọc Lan một chút về cái câu đó. Tất nhiên mà khi viết cái câu đó thì rất là nhiều người phản đối, không riêng gì Ngọc Lan đâu. Nhưng mà tại vì họ ở bên ngoài họ không biết. Thực ra mình xuất thân từ nhà nghèo, nhà của mình, nhà của chị hồi nhỏ là còn tệ hơn nhà của Lan nữa, ở một cái chòi lá thôi. Lúc mà sau giải phóng mà ba mẹ mà nghèo quá mới là di cư từ ngoài miền Trung vào trong miền Nam sinh sống á, thì về tận ở trong quê mua một cái voi đất, xong rồi đốn cây trăm bầu, dựng một cái chòi, rồi lợp lá lên, cả gia đình ba chị em với hai mẹ con, ba cha mẹ ở trong một cái nhà đó. Và nhớ có một cái trận bão nào đó và nó sập cái nhà đó, thì phải đi chạy qua nhà hàng xóm để trú mưa trong cái đêm giông bão đó. Cái hình ảnh đó nó theo mình suốt đời.
Tại vì mình đã từng trải qua một cái giai đoạn mà khó khăn, rất là khó khăn trong cái ký ức tuổi thơ của mình. Lúc đó chị nhớ là chị cỡ khoảng 6 tuổi, 5-6 tuổi gì đó thôi, mới vào miền Nam sinh sống. Rất rất là nghèo, nghèo lắm luôn á. Hàng ngày á là ba chị đi làm, mẹ chị đi ra chợ bán, thì chị với lại một cái người chị nữa là đi xuống sông á, kéo lấy lưới á, kéo lưới để là có cá để mấy chị em ăn. Chứ đâu có tiền đâu mua. Cái thời sau giải phóng á là một cái thời kỳ rất là đen tối, rất là nghèo khó. Nhưng mà khi mà mình đi lên từ cái nghèo khó đó, tất nhiên chắc chắn mình phải trân trọng những người nghèo, là bởi vì mình là người nghèo mình đi lên mà. Nhưng các bạn ạ, có một cái điều này nè, là bởi vì á khi mà mình nghèo á mà mình không có cái ý chí vươn lên, vượt lên á, ví dụ như em nói á, là mẹ của em đã nỗ lực, đã vươn lên để cho gia đình có một cái cuộc sống tốt hơn, thì mẹ chị cũng vậy, mà tới lúc chị cũng vậy. Nhưng mà thực ra khi mà mình nghèo á, chắc chắn tiếng nói của mình sẽ không có trọng lượng. Khi mình nghèo, chắc chắn người ta sẽ xem thường mình. Như vậy thì có hèn không? Hèn đó. Cái hèn ở đây không phải là nói là mình hèn, mà là người ta nhìn mình với con mắt đó. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta phải bằng mọi giá, chúng ta phải thoát nghèo, chúng ta phải vượt lên. Và thực ra có lúc con bé gái của chị á, có một anh chàng bạn trai rất là đẹp trai, nhà nhưng mà nhà nghèo. Rồi sau đó chị không có cản, mà chị nói nếu mà con có thể con cảm thấy giúp bạn được thì bây giờ nói bạn đi học đi, mẹ sẵn sàng mẹ hỗ trợ cho bạn đi học. Nhưng mà anh chàng đó rất là tự ti, anh bảo là anh không cần sự trợ giúp gì cả. Và cuối cùng những cái việc lặt vặt nhỏ đó làm giết chết cái tình yêu đó, là bởi vì á anh ta luôn tự ti ở trong lòng là mình nghèo hơn nhà đó, rồi bất cứ con mình nói cái câu gì anh ta cũng nghĩ rằng là bởi vì chê nhà người ta nghèo thế này thế kia. Nhưng mà hoàn toàn chị xuất thân từ nhà nghèo, mà chị rất là trân trọng những người nghèo mà có ý chí. Các bạn phải nhìn thấy rằng hiện nay rất là nhiều đại gia ở Việt Nam đi lên từ tay trắng, từ nghèo, bởi vì họ cảm thấy rằng họ nghèo, họ bị xem thường, họ nghèo, họ cảm thấy họ bị hèn, cho nên là họ bằng mọi giá họ phải vượt lên số phận, vượt lên chính bản thân mình, vượt lên để có chỗ đứng trong xã hội. Cũng giống như chị ngày hôm nay, là bởi vì ngày trước á có những lúc mà tới tháng người ta tới lấy tiền nhà mà mình không có tiền trả tiền thuê nhà. Chị nhớ lúc đó thuê nhà 1-2 triệu gì đó, mười mấy năm trước á, thì người ta nói nặng, rất là đau lòng. Và từ những cái đó là mình đặt ra một cái mục tiêu là mình bằng mọi giá mình phải vượt lên, mình phải không còn nghèo nữa, mình phải có tiền. Và khi mà bạn mơ ước và bạn tận lực để thực hiện cái ước mơ của mình thì chắc chắn bạn sẽ làm được như tôi bây giờ. Vâng, thưa quý vị, một tràng pháo tay cho doanh nhân Thu Thủy ạ. Có thể nói là qua câu chuyện của chị chia sẻ đó, chúng ta thấy rằng là chị rất là tâm đắc về cái sự độc lập về mặt tài chính. Ví dụ như là dạy con là không lấy đại gia, không lấy thiếu gia. Nói chung là bây giờ mẹ rất là chỉnh chu về cách ăn mặc, về cách ở vân vân, cho nên là không có cần con lo nhiều. Như vậy thì có thể nói là chị rất là tâm đắc về mặt độc lập, về mặt tài chính. Và để có được thành công như ngày hôm nay đó, chị Thu Thủy cũng như là rất là nhiều người khác đã phải trải qua rất là nhiều những cái sự khó khăn, những sự gian nan. Và sau đó thì chị ý thức được là mình cần độc lập về mặt tài chính. Như vậy thì chị có thể chia sẻ cái hành trình, cái quá trình của mình để mà chị có tư duy về độc lập về tài chính như hiện tại. Tôi xin chia sẻ với tất cả
các chị em phụ nữ ở đây. Khi mà tôi về Sài Gòn á, lúc đó tôi 30 tuổi, cũng còn xinh đẹp lắm. Rất là nhiều người đàn ông đeo đuổi tôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng á, là không có đại gia nào cầm 1-2 triệu đô mà cho bạn mà không kèm theo điều kiện. Khi đó bạn phải khóc cười với cái tâm trạng của họ. Bạn là con rối trong tay họ. Bạn sẽ không thể nào độc lập được. Vậy thì tại sao mình không làm đại gia của chính mình? Từ tay mình có thể làm ra được. Thì tại sao mình không làm đại gia của chính mình mà mình đi dựa dẫm vào bất cứ ai? Và với cái mục tiêu đó, tôi nói tôi phải là đại gia của chính tôi, không nhờ bất cứ người đàn ông nào khác. Và bởi một phần nữa là bởi vì con tôi là con gái, mà lúc đó thì nhỏ quá, và tôi không muốn con tôi bị tổn thương bởi vì tôi lấy một người nào đó họ có vợ, hoặc là mà đại gia nào cũng có vợ hết rồi. Không có đại gia nào, mà phần lớn thì đại gia thì chọn kiều nữ chứ không có chọn mình. Cho nên á, là mình phải độc lập, mình phải tự làm ra tiền. Cái đồng tiền mà mình làm ra nó mới xứng đáng. Và mình muốn tiêu xài cái việc gì đó là chuyện của mình, không có phải hỏi ý kiến bất cứ ai. Không có phải vì một cái sự câu mày của người này hay người kia mà mình không dám làm cái điều mình muốn. Và cái độc lập ở trong tài chính là một cái điều kiện tiên quyết để cuộc sống của mình tốt hơn, cuộc đời của mình tốt hơn. Dạ, đó là suy nghĩ của chị Thu Thủy. Và đối với diễn viên Ngọc Lan thì chị có nghĩ là nếu mà chúng ta độc lập về tài chính á, thì có dẫn đến cái xung đột trong gia đình không? Bởi vì thường chúng ta thấy rằng là người đàn ông trong gia đình là người trụ cột về kinh tế. Và chị nghĩ rằng là cái độc lập về tài chính của người phụ nữ đó thì có làm cho gia đình của chúng ta hạnh phúc hơn hay không ạ? Phụ nữ độc lập về tài chính thì đâu có cái chuyện mà tước đi cái quyền trụ cột của người đàn ông đâu. Cho nên hai cái chuyện nó không có liên quan tới nhau. Nên trong một gia đình mà cái người phụ nữ có, họ có thể độc lập về mặt tài chính thì Lan nghĩ là vấn đề tốt. Nó sẽ hai vợ chồng có thể cùng nhau làm cho nền kinh tế nó vững hơn, xây dựng được cái hạnh phúc nó tốt hơn chứ. Không có tước đi cái quyền trụ cột của đàn ông đâu. Như vậy thì nếu mà phụ nữ mà chúng ta mà độc lập về mặt tài chính thì có làm cho gia đình của chúng ta hạnh phúc hơn không ạ? Có, chắc chắn là có. Lý do? Bởi vì một cái người phụ nữ mà suốt ngày ở trong nhà mà chỉ nội trợ không á, họ sẽ không có tiếp xúc ở ngoài xã hội, họ sẽ không có biết cái sự phát triển của xã hội nó sẽ như thế nào. Rồi trong những cái ví dụ như chồng của mình làm kinh tế ở ngoài đi, hay là làm một cái chuyện xã hội ở ngoài, mà về nhà cần một cái người để chia sẻ, cần một cái người để tâm sự, thì họ cũng sẽ không tâm sự được với vợ của mình. Bởi vì tâm sự với vợ mình thì chỉ có đem nồi niêu son chảo ra nói chuyện thôi, chứ không có nói được cái gì hết. Thì đâm ra là họ thiếu một cái người để tâm sự, để chia sẻ về cái công việc của họ mỗi ngày. Thì mà một khi mà hai vợ chồng, mà đối với Lan nha, hai vợ chồng mà về nhà mà không nói chuyện được với nhau á, là cái vấn đề đó rất là lớn, đúng không chị? Dạ, mình phải nói chuyện với nhau mỗi ngày, nên hai vợ chồng em nói chuyện tới 3-4 giờ sáng không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình đi ra ngoài, mình làm việc, mình không phải là trụ cột của gia đình, bởi vì cái quyền đó là cái quyền của một người đàn ông. Nhưng mình làm được 1 đồng, 2 đồng, thì cái đồng tiền đó nó cũng là của mình. Mình góp phần xây dựng cho cái nền kinh tế của gia đình. Và ví dụ như bản thân Lan á, là không thích cái chuyện mà ví dụ mình muốn đi ra mình mua một đôi giày mình cũng phải xin, thì Lan không thích cái điều đó. Mình có cái tiền riêng của mình muốn mua thì mình chỉ nói ngày hôm nay anh ơi em đi, em thích đôi giày đó quá, em ra em mua đôi giày đó nha, rồi tự xách thẻ đi ra mua đó. Thì dĩ nhiên cái thẻ đó mình đi làm mình kiếm tiền thì Lan không biết gia đình khác như thế nào, mà nhưng mà với gia đình Lan thì là cái phần mà kinh tế, cái phần mà tiền bạc, tiền lương đồ này nọ thì là chung về một mối đó. Rồi ai xài cái gì á, thì người đó sẽ báo cáo rằng là ngày hôm nay mình xài cái đó, và cái trong cái tài khoản đó là có tiền luôn cho cả hai đứa, cho nên là không có ai mà phải khó chịu về cái mặt mà mình cần mua sắm riêng cho bản thân mình đó. Đó là về cái phần mua sắm. Rồi thêm một cái nữa, ví dụ mình xui rủi một ngày nào đó chồng của mình không còn ở bên cạnh mình nữa, hoặc là chồng của mình bị thất bại về mặt kinh tế, thì
mình vẫn còn có cái công việc của mình để mà mình cứu lấy cái gia đình của mình, cứu con của mình, cứu bản thân của mình, rồi cứu lấy cái gia đình của mình và vực cái tinh thần của chồng mình dậy. Đó là những cái mà suy nghĩ của bản thân em, thì không biết là có đúng hay không. Thành nghĩ rằng là rất là đúng. Thưa quý vị, và nhân đây thì Thành cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Thành nhớ là mẹ Thành ngày trước đó, mẹ là chỉ là nội trợ thôi, và ba là người đi làm, và kinh tế cũng không có khá giả gì lắm đâu, và gia đình đông con nữa. Và quý vị biết không, mỗi lần mà mẹ mong muốn là mẹ mua cái gì đó thì lúc nào cũng phải hỏi ba. Mà mỗi lần hỏi ba, không biết là quý vị có rơi vào cái trường hợp của gia đình Thành không, ủa tiền đưa hồi đầu tháng đâu hết rồi, sao mới đưa mà giờ hỏi nữa. Đó, rất là nhiều, gặp nhiều cái trường hợp như vậy. Và sau này đó, mẹ Thành đi làm rồi, bắt đầu là tài chính vững vàng hơn. Đó, và không khí gia đình lúc nào cũng thoải mái hơn, bởi vì kinh tế cũng được tăng lên rất là nhiều, và không khí gia đình cũng thoải mái hơn. Và thậm chí khi mà mẹ của Thành mà nói chuyện với ba thì bây giờ cũng gần như là cũng giờ cũng ngang ngửa rồi, chứ không phải là lép vế như hồi xưa nữa. Thì chúng ta thấy rằng là cái sự độc lập về tài chính cũng giúp ích cho gia đình của chúng ta rất là nhiều, phải không ạ? Và chắc có lẽ là quý vị cũng sẽ thắc mắc hỏi rằng là chị Thu Thủy thành công như vậy ở lĩnh vực kinh doanh nè, rồi ở gia đình cũng là một con tàu trưởng của gia đình nữa, thì cái bí quyết của chị về cái mặt tài chính, giữ gìn tài chính như thế nào để mà có thể là đạt được cái sự thành công như vậy? Tôi nghĩ rằng là dù chúng ta có nhiều tiền hay ít tiền thì chúng ta cũng phải có một cái khoản dự phòng. Chắc chắn trong nhà các bạn, dù các bạn có làm công nhân, các bạn cũng nên để dành một cái khoản dự phòng, nhỏ hay là ít hay nhiều là tùy vào khả năng của mình. Nhưng mà cái khoản dự phòng đó để dành khi con đau, con ốm, tai nạn, tất cả những cái thứ đó. Và cái đồng tiền đó là phải để riêng, không bao giờ được đụng tới. Các bạn nên có một cái khoản dự phòng để vào một chỗ nào đó, và chỉ lấy ra dùng khi chúng ta gặp hữu sự, những cái việc mà chúng ta không lường trước được. Còn tất nhiên á, nhiều bạn hỏi là cuộc sống của tôi làm công nhân, tháng nào xài hết tháng đó thì có tiền đâu mà để dự phòng. Thì tôi chia sẻ một cái kinh nghiệm như thế này, là bởi vì tôi cũng từ khó khăn đi lên, đâu có phải lúc nào cũng có tiền đâu. Thì ví dụ như một tháng lương của bạn 5 triệu, thì bạn hồi xưa là cha mẹ mình á, hồi xưa có những cái con heo đất á, em nhớ không? Thì đó là một cái để dành rất là hữu hiệu. Bạn có thể không để dành nhiều, nhưng mà có thể mỗi tháng bạn dành ra 500.000, 200-300 nghìn gì tùy vào cái khả năng của mình, nhưng phải có để dành. Rồi năm dài tháng rộng nó sẽ nhiều thôi, nhưng mà đừng xài hết cái tiền mình có. Mặc dù là có khó khăn mấy thì mình cũng cố gắng mình vung vén, mình thu vén, mình xài ít lại một chút, mình ăn ít lại một chút. Mình phải có tiền dự phòng bằng cách để dành. Và đó là cái kinh nghiệm mà tôi muốn chia sẻ đến tất cả các chị em phụ nữ. Mặc dù bây giờ tôi có 2 doanh nghiệp thì cũng phải mấy trăm nhân viên, nội tới tháng lo tiền lương không là cũng mệt dữ lắm. Cả tỷ tiền lương. Nhưng mà đó là một cái lĩnh vực riêng. Còn cái lĩnh vực của gia đình mình thì tất nhiên là tiền điện, tiền nước, tiền đi chợ, tiền này kia là nó đều phải có các cái rổ để mà để vào đấy. Nhưng mà lúc nào mình cũng phải có một số tiền dự phòng, ít hay nhiều, 5 triệu, 10 triệu hay là bao nhiêu đó là phải có. Là bởi vì khi đụng chuyện là phải lấy ra xài liền. Mà đến lúc đó chúng ta đi mượn ai? Bạn bè nhiều khi không có rồi sao? Rồi không lẽ không đi cấp cứu được, chết. Tất cả đều phải, cuộc sống của chúng ta phải lường trước được những cái khó khăn, những cái rủi ro, những cái điều mà chúng ta không lường trước được thì phải dự phòng cho nó. Như vậy thì chúng ta nên có cho mình một nguồn quỹ dự phòng, chị em ơi. Và đối với diễn viên Ngọc Lan, không biết là chị có thể chia sẻ một chút xíu, bởi vì rất là nhiều cái việc khán giả nói rằng là Ngọc Lan và anh xã Thanh Bình là một cặp rất là đẹp đôi của showbiz và rất là đáng mơ ước. Như vậy thì ngày trước đó, hai anh chị lúc mà còn hẹn hò, lúc mà mới quen nhau á, thì cái vấn đề tình phí tiền nong thì không biết là mình giải quyết như thế nào ạ? Đi ăn là ai là người trả tiền ạ? Mình đừng nên tước cái quyền
quyền được làm một người đàn ông của đàn ông các bạn ơi. Mình nên để cho đàn ông trả tiền, mình đừng trả tiền. Tại vì khi mà mình đi ăn mà mình bản thân mình mới quen nhau, cái gì cũng đàn ông, mình cũng dành trả, đâm ra đàn ông họ sẽ cảm thấy bị quế liền, làm như khi dễ tôi không có tiền hay sao vậy. Rồi tôi cũng có thể bao được, mặc dù tôi đi làm tôi cũng ít tiền hơn thiệt, nhưng mà tôi đi làm tôi vẫn có thể bao được. Thì Lan cảm thấy cái việc mà mình đừng có, dĩ nhiên là mình đừng rõ ràng quá là lúc nào đàn ông là cũng phải trả tiền trong tất cả các cuộc hẹn, nhưng đó là cái thể hiện đàn ông, cho nên là mình nên để. Rồi khi mà quen nhau thân rồi, gần lấy nhau rồi thì tiền của ảnh bao nhiêu mình cứ đem về bên mình hết, rồi mình đi ăn mình trả, cái đó là chuyện rất là bình thường. Lan lại vậy đó. Rất là dễ thương ạ. Thưa quý vị, có thể nói là ngày hôm nay đó chúng ta đã nghe rất là nhiều câu chuyện của hai vị diễn giả của chúng ta ngày hôm nay rồi. Bây giờ chắc hẳn là tất cả chúng ta cũng đã có cho mình những cái câu hỏi rất là thắc mắc, mong muốn được chia sẻ, hoặc là chúng ta có một câu chuyện của chính bản thân mình đang gặp phải hiện tại và chúng ta đang rất là thắc mắc là không biết chia sẻ cùng với ai để mà có cho mình có lời khuyên, thì ngày hôm nay đó sẽ là cơ hội cho chúng ta để mà chúng ta có thể đặt câu hỏi cho hai vị diễn giả trên sân khấu này ạ. Xin mời các anh chị của chúng ta đặt câu hỏi ạ. Xin mời các anh chị chúng ta giơ tay lên để đặt câu hỏi trong ngày hôm nay ạ. Một cơ hội rất là hiếm có, bởi vì đâu dễ dàng để gặp được chị Thu Thủy hay là chị Ngọc Lan để mà chúng ta có thể là tâm sự những cái câu chuyện của mình đâu ạ. Xin mời ạ. Dạ vâng ạ, xin mời chị ạ. Mình tên gì và mình đang làm việc ở đâu ạ? Em tên là Trương Biết Nhi, năm nay em đang làm ở công ty gỗ. Em cũng muốn hỏi ca sĩ Mộc Lan là làm thế nào để trở thành một người phụ nữ đảm đang trong gia đình đó chị? Rồi xong, hỏi sai người. Cảm ơn câu hỏi của bạn Nhi rất là nhiều, bạn rất là dễ thương, nhưng mà cái câu hỏi nó hình như là nó sai đối tượng thì phải. Bạn nên hỏi chị Thủy thì nó sẽ chị sẽ cho bạn một cái câu trả lời thỏa đáng hơn Lan, bởi vì bản thân Lan vụng về lắm, không có biết. Nói chung không phải, Lan tự thấy mình không phải là một cái người phụ nữ đảm đang đâu, không có đảm việc nhà, giỏi việc nước thì có chứ không có đảm việc nhà. Nhưng mà dễ thương ở chỗ là Lan rất là có ý chí để mà rèn luyện bản thân mình để trở thành một người phụ nữ giỏi việc nước và đảm việc nhà luôn. Nói chung là chăm con không giỏi nhưng mà rất là cố gắng. Ví dụ như vừa rồi con bệnh nè, tìm đủ mọi cách để làm sao mà, tại vì con còn nhỏ cho nên là không có cho uống thuốc, nên là mình trị bằng những cái cách dân gian thôi. Tức là Lan nghĩ là những cái gì mà mình không làm được mình cố gắng, mình tìm hiểu rồi mình ráng. Rất là thích làm, em thích làm bánh lắm chị. Em cực kỳ thích làm bánh. Nghỉ ở nhà cứ hay lôi, cứ lên mạng rồi coi cái cách làm bánh này bánh nọ làm sao mà về làm. Nói thiệt trớt quớt à, chồng em cũng ráng ăn lắm nhưng mà ở nhà chỉ có mình chồng em ăn thôi, cả nhà không ai ăn hết. Kể ra cũng tội anh xã Thanh Bình ở nhà dễ sợ luôn, cũng chịu đựng dữ lắm luôn rồi đó. Dạ, chắc có lẽ là chị Thủy sẽ chia sẻ câu hỏi của bạn Nhi vừa rồi ạ. Dạ. Chào bạn. Dạ, chào chị. Bạn hỏi là làm thế nào để trở thành một người phụ nữ đảm đang trong gia đình, phải không? Dạ. Cái điều đó dễ lắm. Khi mà mình đủ yêu thương á, mình đủ sự tận hiến, mình sẽ làm được. Khó mấy cũng học được hết á. Chủ yếu là chúng ta phân bổ được thời gian, chúng ta sắp xếp được thời gian, cái gì làm trước, cái gì làm sau. Ví dụ như bây giờ nấu ăn chưa ngon thì lên mạng học, hoặc là mua sách dạy nấu ăn về học, hoặc là xem các clip dạy nấu ăn. Rồi bạn từ từ bạn thực hành. Người ta nói là trăm hay không bằng tay quen, làm riết rồi quen à. Ví dụ như chị á, hồi nhỏ cũng đâu biết nấu ăn gì đâu, nhưng mà đi theo mấy bà hàng xóm, rồi đi theo phụ tiếp đám cưới thế này thế kia, rồi từ từ học. Chủ yếu là mình phải chịu khó, mình đừng có nản. Bất cứ cái gì cũng vậy, làm là phải cố gắng hết sức. Thêm nữa là bây giờ chúng ta ai cũng đi làm,
cái thời gian mà dành cho công việc bếp núc đảm đương nhà cửa nó rất là ít. Cái quan trọng là chúng ta sắp xếp làm sao cho nó có khoa học. Ví dụ như nói cái chuyện mà chăm con, nấu ăn cho con. Ví dụ như là khoảng 6 tháng thì bắt đầu em sẽ cho con em ăn dặm. Đó. Thì thay vì mỗi ngày mình cứ phải nấu cháo, thì chúng ta sẽ khoa học hơn là chúng ta sẽ nấu một cái nồi cháo trắng, xong rồi chia ra rất là nhiều hộp nhỏ thành một cái phần ăn để trong tủ lạnh. Cái mỗi bữa ăn của con thì mình chỉ có rồi nước dùng thì chúng ta có thể nấu một lần, tại vì nấu một lần nó mất thời gian. Chúng ta sẽ nấu một cái nồi nhiều một chút, hầm lâu một chút để cho nó ra nước dùng, rồi chúng ta lại chia ra từng hộp để trong tủ lạnh. Thì đến khi mà nấu cháo cho con ăn thì chỉ cần lấy nước dùng, lấy cháo ra, rồi cái mình xào cá hay là tôm hay là gì, cái mình trộn vô 5 phút, 10 phút là được một bữa ăn rồi. Chứ không có phải mà đứng miệt mài nấu một cái nồi cháo 2-3 tiếng đồng hồ. Chúng ta có 2 ngày nghỉ cuối tuần thì chúng ta sẽ làm cái việc đó. Chúng ta chuẩn bị sẵn hết mọi thứ rồi, để bây giờ có tủ lạnh mà, để vào tủ lạnh bảo quản. Thì đến khi trưa hay là chiều gì đó đi làm về thì chị thực ra chỉ cần 30 phút là các bạn có thể có một cái bữa cơm ngon canh ngọt. Chủ yếu là do cái mình sắp xếp thời gian, mình biết làm cái việc gì trước, việc gì sau, mình kết hợp với nhau là mình sẽ làm được. Cái việc mà đảm đang ở trong gia đình không có khó đâu bạn. Khi mà bạn cố gắng, bạn nói là tôi làm được, bạn sẽ làm được. Xin tiếp lời chút xíu là em cũng cần phải có một cái ekip cổ vũ ở đằng sau, luôn luôn khen những cái món ăn của em nấu thì từ từ em mới có hứng thú để em nấu và em sẽ nấu ngon. Sau chia sẻ của chị Thủy chắc là ngày hôm nay Lan về Lan nấu nồi to để dành cho một tháng bỏ tủ lạnh luôn đúng không Lan? Thì quay dạ. Phim đi nhiều khi đi phim cả tháng trời đúng không? Dạ em sẽ mướn luôn một cái ekip luôn, ngày nào cũng qua nhà rồi khen chị Lan nấu ăn ngon quá. Vâng, xin được cảm ơn câu hỏi của bạn Nhi vừa rồi ạ. Tiến Thành mong muốn được trò chuyện thêm với một vị khán giả nữa ạ. Vâng, mời chị giơ tay rất là cao ạ. Xin được mời chị. Dạ đúng rồi ạ. Mình tên gì ạ? Mình giới thiệu một chút về mình ạ. Mình tên là My ạ. Cho hôm nay xin chào hai vị khách mời. Cho em xin hỏi chú chị Thủy ạ. Tại vì em thấy chị cái nghị lực rất là mạnh mẽ. Một mình mà 30 tuổi mà dẫn con vô đất Sài Gòn này mà tự lập cho thành công đến ngày hôm nay chị cho em xin cái bí quyết là như thế nào để chị có một sự thành công như ngày hôm nay. Tại vì chính bản thân em cũng một mình nuôi con 8 năm nay nhưng mà vẫn chị dừng lại một cái là đủ sống chơi trả cho hai mẹ con thôi ạ. Dạ xin cảm ơn chị. Tôi cũng chia sẻ với bạn là 17 năm nay tôi sống một mình nuôi con, không có người đàn ông nào trợ giúp hết á. Tôi làm một cái việc gì đó mà mức lương cao hơn, hoặc mình làm chủ, hoặc là mình làm cái gì đó để cao hơn. Vậy thì ngay từ bây giờ bạn phải đi học, bạn phải có cái ý tưởng gì đó cho cái sự thay đổi của mình. Nếu mà bạn không thay đổi thì muôn đời nó vẫn như vậy. Người ta có tăng lương cho bạn thì cũng sẽ tăng lên thêm 500, 1 triệu, 2 triệu. Chứ cũng không có thể nào là từ mà 10 triệu nhảy lên 2-30 triệu tiền lương hết đó. Vậy thì bạn phải trau dồi kiến thức, bạn phải đi học, bạn phải làm mới mình. Tôi đã có những cái tháng ngày miệt mài ở trên các cái trường đại học mà học ban đêm, học thêm ban đêm thôi, tại ban ngày tôi phải đi làm. Và có được ngày hôm nay là nhờ tôi học rất là nhiều. Ví dụ như là tôi thích nấu ăn, mà để mà khi tôi muốn mở nhà hàng thì tôi phải đi học rất là nhiều chuyên gia ẩm thực, rất là nhiều người. Thậm chí có người không dạy thì mình cũng phải cầu cạnh làm sao để cho họ thấy thương, họ thấy thích, họ dạy mình. Bạn muốn thay đổi cuộc đời mình, bạn phải thay đổi tư duy của bạn. Bạn phải học hỏi, bạn phải tiếp nhận cái mới. Chứ nếu mà bạn vẫn cứ như 8 năm nay, cuộc sống cứ bình bình trôi qua thì sẽ không bao giờ thay đổi được bạn nhé. Dạ, vâng ạ.
Thưa quý vị, có thể nói là còn có rất là nhiều những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của các chị em của chúng ta ngày hôm nay mong muốn gửi đến hai vị diễn giả. Tuy nhiên thì thời gian cũng có giới hạn và chúng ta cũng sẽ trò chuyện với hai diễn giả ở những dịp khác. Và cũng rất là cảm ơn doanh nhân Thu Thủy và diễn viên Ngọc Lan ngày hôm nay đã đến với chúng ta có những chia sẻ về những cái câu chuyện đời sống rất là đời thường thôi, nhưng mà chứa đựng trong đó là cả những cái kinh nghiệm. Và hy vọng rằng qua chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng đã đúc rút cho mình thêm những cái kiến thức, những cái kỹ năng. Rất là cảm ơn hai diễn giả của chúng ta ngày hôm nay. Chắc có lẽ là bây giờ thì mời hai chị cùng xuống dưới ngồi nghỉ chút xíu, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở cuối chương trình ạ. Một tràng vỗ tay cho hai diễn giả của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ đó chúng ta sẽ cùng nhau có cho mình một cái trò chơi nho nhỏ thôi, nhưng mà qua cái trò chơi này Tiến Thành nghĩ rằng là các chị em phụ nữ của chúng ta cũng sẽ có thêm được cho mình những cái kỹ năng, những kinh nghiệm. Và bên cạnh đó thì còn có những cái món quà rất là ý nghĩa, rất là dễ thương dành tặng đến cho các chị em ngày hôm nay đã dành một ngày chủ nhật, ngày nghỉ rất là hiếm hoi của chúng ta có mặt trong hội trường này. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với game được mang tên là Người Bí Ẩn. Và chúng ta sẽ có câu hỏi, và mỗi câu hỏi như vậy đó thì chúng ta sẽ có cho mình những cái gợi ý. Và các chị em nào á, chúng ta dựa vào gợi ý đó và chúng ta biết rằng á, đó là ai, thì chúng ta giơ tay lên, chúng ta cùng trả lời câu hỏi cho mình. Và chúng ta sẽ có cho mình 3 gợi ý. Và hết 3 gợi ý đó, các chị nào mà chúng ta không có đưa ra được đáp án đó, thì chúng ta sẽ có cho mình bật mí đáp án từ ban tổ chức. Và chúng ta đã nắm được luật chơi chưa? Và gợi ý đến cho quý vị là đáp án của chúng ta đó là những người phụ nữ bản lĩnh, tự tin, thành công và nổi tiếng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi số 1. Xin mời câu hỏi số 1 ạ. Vâng, gợi ý của chúng ta là đây là một nữ ca sĩ quê gốc ở Đà Nẵng, giám khảo vui tính và tận tâm của nhiều chương trình truyền hình như Việt Nam Idol, The Voice, phiên bản hoàn hảo. Có ai biết chưa ạ? Vâng, Thành thấy rằng là tay đầu tiên của chị ạ, chị mặc áo đen ạ. Chị mặc áo đen ạ. Vâng ạ, chị là người giơ tay đầu tiên ạ. Đây là Mỹ Tâm ạ. Đó là nữ ca sĩ Mỹ Tâm ạ. Wow, một tràng pháo tay rất là to ạ. Và gợi ý cuối cùng đó là bài hit của chị, đó là bài Ước Gì. Và xin mời đáp án. Ca sĩ Mỹ Tâm, xin được chúc mừng chị. Và một phần quà của ban tổ chức gửi tặng đến cho chị ạ. Và câu hỏi số 2 ạ, chúng ta thấy rằng là rất là dễ phải không ạ? Gợi thứ nhất ạ, hai người phụ nữ gắn liền với... Câu hỏi số 2 ạ, hai người phụ nữ gắn liền với cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên của lịch sử Việt Nam. Mà bây giờ mình giao ước vậy đi, ai mà giơ tay trả lời gợi ý đầu tiên rồi mà gợi mà trả lời sai đó là mình không được quyền trả lời tiếp theo nha. Bây giờ mình bỏ tay xuống, mình làm lại nè. Ta đếm 2, 3 là giơ tay lên nha. Ai giơ tay đầu tiên đó, bỏ tay xuống à, bỏ tay xuống. Thành đếm 2, 3 là mình bắt đầu giơ tay lên nha. Thành bắt đầu mà chữ hết là mình mới giơ tay nha. Hai người phụ nữ gắn liền với cuộc khởi nghĩa chống Bắc thuộc đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là ai? Hết. Dạ vâng ạ, xin được mời cô ạ. Xin được mời Miro ạ. Vâng ạ, đáp án là gì ạ? Dạ, cô nói luôn đi ạ. Tôi xin trả lời đó là Trưng Trắc và Trưng Nhị ạ. Trưng Trắc và Trưng Nhị ạ. Cưỡi voi ra trận báo thù giết chồng, tiếng trống Mê Linh. Và đó là hai bà Trưng, Trưng Trắc và Trưng Nhị. Xin được chúc mừng cô ạ. Xin được gửi một phần quà đến cô ạ. Câu hỏi số 3 rất là dễ thôi mà chúng ta phải nhanh tay lên ạ. Người phụ nữ nổi tiếng với hãng xà bông vàng bổng một thời. Hết. Rồi, chưa biết. Gợi thứ hai ạ. Hình ảnh phụ nữ búi tóc tiêu biểu cho người con gái Nam Bộ. Chưa biết luôn. Gợi thứ ba, thương hiệu sản phẩm của doanh nhân Trương Văn Bền 1883-1956 là ai? Dạ, xin mời cô áo đen ạ. Dạ, mời cô ạ. Mời cô giơ tay lên để bộ phận kỹ thuật có thể đưa micro lại cho cô ạ. Dạ rồi, cô nói to lên ạ. Đáp án của mình là gì ạ?
Câu hỏi này khó quá ha. Quyền hội trường của chúng ta chỉ có khoảng 2 cánh tay, 3 cánh tay lên thôi ạ. Dạ, đáp án là gì ạ? Câu 3 đúng không ạ? Xin mời đáp án ạ.